Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp chương Thanh Tịnh Huệ. Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát hỏi Phật: khi ấy Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay kính cẩn đảnh lễ dưới chân Phật và quỳ thẳng bạch rằng: bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con khôn khéo rộng nói những việc không thể nghĩ bàn, những việc mà chúng con từ hồi nào đến giờ chưa từng thấy và chưa từng nghe. Hôm nay nhờ Phật khai thị khiến cho chúng con được liễu ngộ, thân tâm khoan khoái, vui mừng, đặng lợi ích lớn. Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ Tát và tất cả chúng sinh trong pháp hội này chỉ dạy thứ lớp tu chứng của Như Lai như thế nào, để cho chúng con hiện tại và đời sau nhân nghe lời Phật dạy đây mà khai ngộ lần lượt tùy thuận tánh viên giác của Đức Pháp Vương. Thì ở đây chúng ta học tới phẩm thứ 6, đó là chương Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát. Thanh Tịnh Huệ có nghĩa là một trí tuệ thanh tịnh, tức là một vị Bồ Tát đại diện cho trí tuệ bát nhã. Trí tuệ thanh tịnh là chỉ cho trí tuệ bát nhã. Chỉ có trí tuệ bát nhã có mặt mới soi thấy, nhìn nhận, mới thấy được cái tánh viên giác này. Và chỉ có những cái trí tuệ bát nhã mới thấy đúng được với chân lý. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái trí bát nhã nó đồng nghĩa với là chân lý. Cho nên cái trí tuệ là thường thường chúng ta nói ra, dùng từ trí tuệ chúng ta biết đó là cái dụng của tâm. Mà cái dụng ở đây là cái dụng của chân tâm. Bởi vì chân tâm vốn không có trí tuệ, không có vô minh, không có gì cả. Không có đối đãi, không có năng, không có sở gì cả. Nhưng mà chúng ta dùng cái trí tuệ đó là chúng ta biết là cái dụng của bản thể, của tánh giác rồi. Thì ở đây chúng ta thấy Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát là để chỉ cho trí tuệ bát nhã mới nhìn, mới soi, mới thấy, mới quán chiếu được những điều như thế. Cho nên ở đây mà khi Ngài thưa rằng là xin với Đức Phật là chỉ dạy cho Ngài thứ lớp tu chứng của Như Lai như thế nào, thì xin thưa với các vị, trong nguyên tắc của Thiền Tông á, thì tu tập nó không có qua thứ lớp. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà trên nguyên tắc nguyên thủy Phật giáo, Đức Phật tu chứng có thứ lớp, trải qua trình tự, có giai đoạn. Trên nguyên tắc cơ bản đó là như vậy.
Nhưng mà khi đứng về mặt lý thì nó không có những cái thứ lớp mà sau này tất cả các chương còn lại chúng ta thấy rằng nó lộ rõ đi quan điểm Phật học của Trung Quốc, nó lộ dần ở trong này. Thì chúng ta nhìn thấy những cái vị tổ của Trung Quốc có thể là cho chúng ta thấy được rằng là tại sao người ta đặt nghi vấn là trong bản kinh này là do sự sáng tác của Trung Hoa. Ví dụ Bộ Luận Đại Thừa Khởi Tín hay là Kinh Lăng Nghiêm hay là Kinh Viên Giác này, người ta đều có thể là nhận định cho rằng đây là những cái sáng tạo của Trung Hoa. Thì sau đó những cái phần để chứng minh về điều đó tôi sẽ cho các vị thấy. Như vậy chúng ta học những cái chương đầu, chúng ta thấy vấn đề là thể nhập tâm tánh hay là thể nhập tánh viên giác, không có qua năng sở giai đoạn. Nhưng ở đây bắt đầu các ngài lộ dần cái mức độ là trình tự tu tập. Đây là quan điểm này, chúng ta thấy là nhìn theo nguyên thủy của Phật giáo. Bởi vì nhìn theo nguyên thủy Phật giáo mới thấy sự tu tập có thứ lớp, có giai đoạn, có từng phần. Đức Phật chứng nhập là bằng cách đó. Cho nên chúng ta nên nhớ những cái câu mà của cái chương trước chúng ta học là bất tùy phương tiện đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi tu hành bắt đầu là cho chúng ta nhìn ra cái thứ lớp, tức là từng giai đoạn như thế nào của một bậc tu chứng. Và Đức Phật ngày xưa cũng thứ lớp trình tự để chứng quả, chứ không phải mang cái nghĩa là trực kiến tâm linh hay là kiến tánh thành Phật, mang tính cách là không thời gian như thế. Thì ở đây chúng ta thấy cái câu hỏi của ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát thì cho chúng ta nhìn lại cái quá trình tu tập theo con đường của nguyên thủy. Phật khen ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát: này thiện nam, quý lắm các ông, vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau thưa hỏi Như Lai về thứ lớp tu chứng sai khác như thế nào, vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Phật dạy: trong viên giác không có Bồ Tát và chúng sinh. Này thiện nam, trong tánh viên giác thanh tịnh không có tất cả pháp mà có đủ tất cả pháp. Nó tùy thuận các duyên biến hiện ra, đủ tất cả mà không thủ không chứng. Thí như con mắt thấy được tất cả vật mà không tự thấy mình, nó vẫn bình đẳng mà không tự thấy mình bình đẳng. Này thiện nam tử, trong thật tướng không có Bồ Tát và chúng sinh. Tại sao thế? Bởi vì Bồ Tát và chúng sinh đều là huyễn hóa vậy. Khi các tướng huyễn hóa diệt rồi thì không có người năng chứng và quả sở chứng. Chúng sinh vì còn mê muội điên đảo nên chưa diệt trừ được các tướng huyễn hóa. Vì chúng sinh vọng khởi công dụng để đối trị các tướng huyễn hóa, bởi có những tướng huyễn hóa đã diệt và chưa diệt nên mới thấy có thứ lớp tu chứng sai khác. Nếu người đặng tùy thượng tánh viên giác tịch diệt của Như Lai rồi thì không còn thấy có cảnh tịch diệt và người tịch diệt nữa. Thì đây chúng ta thấy cái câu trả lời của Đức Phật. Chúng ta cần tìm hiểu câu trả lời nó mang cái nghĩa của Đại Thừa rất là rõ. Ở đây ngay cái câu mà Đức Phật trả lời là: trong tánh viên giác thanh tịnh không có tất cả pháp mà có đủ tất cả pháp. Thật ra mà nói, chúng ta nên biết là thật tướng của các pháp là không tướng. Đây là quan điểm về tánh không của Bát Nhã. Thật tướng của tất cả các pháp là không tướng. Vì thật tướng của các pháp không tướng cho nên nó mới tùy duyên hiện. Bởi vì các pháp có thật tướng thì không thể hiện các tướng tùy duyên. Các vị có hiểu cái ý này không? Như vậy thì cái tướng không của tất cả là thật thể của các pháp. Như vậy tướng không của đất, thật thể của đất nó vốn là không có tướng nhà, không có tướng chén, không có tướng đũa, không có tướng gì cả, mà tùy duyên hiện. Bởi vì nó khó thật có tướng nhà thì nó không thể là tướng chén. Các vị hiểu cái ý này chứ? Như vậy thì ở đây ngài nói là trong tánh viên giác thanh tịnh không có tất cả pháp mà đủ tất cả pháp. Bởi vì tất cả các pháp từ cái thể hiện tánh viên giác, tánh viên giác nó không lệ thuộc vào cái tướng nào cả. Giống như hư không này nó không lệ thuộc vào cái nhà, không lệ thuộc vào cái biển, không lệ thuộc vào cái núi, mà hư không này nó vốn dung chứa cả nhà, cả biển, cả núi. Như vậy trong viên giác thanh tịnh này không chứa một pháp nào.
Nhưng mà tất cả các pháp đều tùy thuận tồn tại hiển hiện trong tánh viên giác. Ở đây đứng về trên mặt nhân tu mà nói, chứ không phải đứng về trên vị quả chứng. Đứng về trên mặt nhân tu để thấy rằng là trong tánh viên giác nó còn hàm chứa tất cả các tướng. Cũng như khi cái tánh Như Lai Tạng, thì chúng ta mới nói là vì Như Lai Tạng cho nên có những cái tánh của vô minh, của ái kiến, của chấp thủ. Đó là để đứng về mặt nhân tu Như Lai Tại Triền. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đứng vào mặt nhân tu, chúng ta cũng thấy trong tánh viên giác thanh tịnh không có tất cả pháp mà đủ tất cả pháp. Có nghĩa là sự thật rằng về tánh viên giác nó là như vậy, nó không có một tướng nhất định của nó, nhưng mà tất cả các tướng đều tùy thuận tồn tại hàm chứa trong viên giác tánh, cũng như tất cả các pháp nó đều hiện hữu trong hư không này. Hư không vốn không có một tướng nào cả, vì thật tướng của các pháp là không tướng, cho nên nó mới là như vậy. Nếu nó có một tướng nào nhất định thì nó không thể thay đổi. Cho nên ở đây tướng phàm phu, từ nhân tu của phàm phu mà chúng ta thấy rằng trên nguyên tắc của tánh viên giác nó dung chứa đủ tất cả pháp. Còn ở trên quả chứng tuyệt đối rồi thì nó không dung chứa một cái gì cả. Chúng ta phải thấy như vậy. Thì trong này là chúng ta học tiếp, chúng ta hiểu nó tùy thuận các duyên biến hiện ra đủ tất cả mà không thủ không chứng. Hư không này nó không dính mắc gì cái tướng này. Cái tướng nhà nó có thành có bại, tướng núi nó có còn có mất, tướng biển nó có như thế, nó có đổi thay. Tất cả hiện tượng của thế giới nó đều đi theo cái tiến trình thành trụ hoại không. Đó là thay đổi của quy luật của tất cả các hiện tượng. Nhưng bản thân của hư không này chưa bao giờ thành trụ hoại và không. Chúng ta hiểu rất rõ như vậy. Nó tùy duyên hiện mà thôi. Như vậy tướng hư không không lệ thuộc vào tất cả những cái sự có mặt của tất cả hiện hữu này. Bởi vì tất cả sự hiện hữu này đều vô thường, đều đổi thay. Nhưng mà nó đều nằm trong hư không. Cũng vậy tất cả phàm phu tính nó đều tồn tại trong viên giác tính. Nhưng viên giác tính vốn không đổi, mà phàm phu thì thay đổi. Cho nên tính viên giác tùy duyên mà tồn tại. Nếu một chúng sinh đọa vào trong địa ngục thì viên giác tính cũng tùy thuận nằm trong địa ngục. Nếu một phàm phu nằm cõi trời, viên giác tính cũng tùy thuận nằm ở cõi trời. Nếu cái tính của chúng sinh nằm ở Bồ Tát thì tất cả các tính viên giác cũng tùy thuận nằm theo Bồ Tát. Cho nên cái này nó gần như là cái ý nghĩa của bất định chủng tánh mà chúng ta vừa học trong chương mà Di Lặc như thế. Tùy thiện tri thức mà có thể là thanh văn tri thức, là duyên giác tri thức, là Bồ Tát, thì cái căn tánh chúng sinh tùy đó mà có thể ngộ tánh thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Cho nên ở đây nó tùy thuận các duyên biến hiện ra đủ tất cả mà không thủ và không chứng. Các duyên nó tùy duyên hiện thôi. Cũng như hư không này nó không lệ thuộc vào tướng còn tướng mất của thế gian. Thí như con mắt nó thấy được tất cả các vật mà không tự thấy mình, nó vẫn bình đẳng mà không tự thấy mình bình đẳng. Thật ra cái thí dụ này nó cho chúng ta thấy con mắt thấy tất cả các vật mà con mắt mình không tự thấy con mắt. Mà thật sự với các vị, cái này nó cho chúng ta hiểu cái gì? Con mắt chúng ta vốn không dính mắc gì cái gì cả. Con mắt chúng ta vốn hiển thị sắc trần thôi. Chắc vị nên nhớ là như vậy. Và cái nhận thức con mắt về duy thức học nó mang cái nghĩa là tự tánh phân biệt. Chắc vị hiểu cái tự tánh phân biệt có nghĩa là tự thân nó hiển thị tất cả các cảnh vật mà nó không có phân biệt về vấn đề màu sắc hay là tốt xấu cái gì ở trong đó cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng con mắt nó có tự tánh thấy. Tự tánh thấy của con mắt, tánh thấy là cái hoa này màu vàng, nó hiển thị vàng hoa này trong mắt. Nhưng mà không có cái phân biệt để gọi là hoa này màu vàng nó khác với cái bàn này màu trắng. Nó không là như vậy, mà nó chỉ hiển thị toàn bộ thực thể của cảnh. Cho nên đối tượng của nhãn thức là tánh cảnh. Vì nhãn thức nó tự tánh phân biệt, vì vậy cho nên là nó không nhìn qua để so sánh tất cả các pháp. Cho nên nó chỉ có tự tánh phân biệt. Vì vậy nó tự tánh phân biệt, nó phải đối với tất cả các cảnh trần, đối tượng của nó là tánh cảnh thôi.
nó chỉ hiển thị sắc trần trong mắt mà thôi. Vì vậy con mắt này nó không dính với tất cả các vật, nó không hôi dơ, nó không xấu đẹp, nó không là phải trái, mà do tâm phân biệt của phàm phu mà nó có hôi dơ phân biệt phải trái. Vì vậy tánh viên giác này nó mang cái nghĩa là không lệ thuộc vào tất cả cái tướng trạng của phàm phu, sự dơ xấu của phàm phu, mà nó đổi thay bởi vì nó mang cái nghĩa là tính viên giác nó không bị lệ thuộc vào cảnh nào. Nó là như thế. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy được rằng thí như con mắt thấy được tất cả các vật mà không tự thấy mình. Ở đây không tự thấy mình không nghĩa là nó là như thế đó, chứ nó không phải là không biết nó. Tự thân con mắt nó là cái cách hiển thị mang tính cách là tự tánh phân biệt. Vì vậy các cảnh trần hiện vào trong nó không có sự so đo ở trong đó. Vì vậy giống như tánh viên giác là viên giác tánh vốn là như vậy, các pháp hiển hiện trong tánh viên giác nó tự thân là như vậy, không có tốt xấu phải trái và cũng không lệ thuộc vào tốt xấu phải trái đó mà viên giác tánh đổi thay. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên nó vẫn bình đẳng mà không tự thấy mình bình đẳng. Tại vì tự thể là như vậy. Ví dụ bây giờ con mắt thấy một cái đống phân, hay là con mắt thấy cục vàng, cái con mắt thấy tự thân cái đống phân hay là cục vàng nó không có hôi dơ đẹp xấu quý tiện. Nên nhớ là như vậy. Con mắt làm sao có hôi dơ quý tiện được? Hôi dơ quý tiện là do ý thức nhận thức phân biệt so đo của phàm phu tánh ở trong đó thì nó mới có được cái chuyện đó. Vì vậy cho nên là người ta lấy cái này người ta so sánh cái tánh bình đẳng, cái tánh không phân biệt, cái tự tánh thanh tịnh của viên giác tánh. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên này thiện nam tử, trong thật tướng không có Bồ Tát và chúng sinh. Trong thật tướng là ở trong viên giác tánh hay trong Phật tánh, trong tự thể hay là trong bản thể của các pháp, không có tướng Bồ Tát và tướng chúng sinh. Cái này các vị hiểu không? Cái này rất là bình thường. Bởi vì thật tướng của các pháp là không tướng, giống như tôi nói cái câu đầu cho các vị như vậy. Nếu mà thật có tướng Bồ Tát thì chúng ta không là phàm phu. Mà nếu mà có thật cái tướng của chúng sinh thì ngàn đời chúng ta không thể thành Phật. Cho nên tướng Bồ Tát tùy duyên là như vậy. Tôi mới nói với các vị là khi nói về tướng tùy duyên của tánh tùy thuận của viên giác, nó mang cái nghĩa là đứng trên phương diện tu nhân. Tôi nói từ ban đầu, đứng về phương diện tu nhân chúng ta mới nói là tánh viên giác tùy thuận như thế. Còn nếu đứng về phương diện quả chứng thì viên giác không thể tùy thuận như thế. Bởi vì đứng trên về quả chứng là đứng trên phương diện tuyệt đối rồi. Vì đứng trên phương diện tu nhân cho nên tánh viên giác còn tồn tại trong phàm phu tính hay là tồn tại trong thánh tính hay là Bồ Tát tính. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong thật tướng không có Bồ Tát và chúng sinh. Bởi sao thế? Vì Bồ Tát và chúng sinh đều là quyển hóa vậy. Khi các tướng quyển hóa diệt rồi thì không có người năng chứng và quả sở chứng. Cái này á, tại sao chúng ta nói Bồ Tát là quyển hóa? Nếu Bồ Tát không quyển hóa thì không thể thành Phật. Cái này mới gọi là thứ lớp. Dù là phàm phu hay dù là Bồ Tát đều là danh nghĩa. Tướng viên giác không lệ thuộc vào tướng phàm phu, cũng không lệ thuộc vào tướng Bồ Tát. Bồ Tát và phàm phu chỉ là tùy duyên hiện. Và vì vậy nếu thật tướng của viên giác là tướng phàm phu mà thật tướng của viên giác là tướng Bồ Tát thì nó khác nghĩa rồi. Vì Bồ Tát và phàm phu đều là quyển hóa cho nên con người có thể tu nhân để lên quả chứng được. Bởi vì thật tướng của phàm phu hay là tính của phàm phu là có thật thì trên cuộc đời này không ai thành Phật được cả. Cái đó gọi là thường kiến của ngoại đạo rồi. Cái nhìn thường kiến có nghĩa là cho tất cả mọi hiện tượng sự vật nó tồn tại mãi mãi là như vậy. Cái thường kiến này làm cho chúng ta nhận ra được cái giống như một thuyết linh hồn trong Phật giáo. Vì quan niệm tà kiến như vậy, nhìn nhận cho không có sự thay đổi cho nên chủ quan về bản thân con người. Và người ta cảm thấy rằng là người ta có làm ác, làm tội, làm gì đó, người ta cũng không thay đổi tướng của con người. Cho nên người ta dấn thân vào tội lỗi
Đức Phật cho tất cả các tướng đều vô thường, tướng nam, tướng nữ vô thường, tướng người, tướng súc sinh, tướng gì đó, địa ngục, ngạ quỷ là tướng vô thường, tùy duyên, tùy nghiệp mà hiển hiện. Như vậy, tùy nghiệp mà con người, chúng sinh có thể hiển hiện cái tướng phàm phu, tùy nghiệp mà chúng sinh có thể hiện tướng ra là ngạ quỷ, súc sinh. Và trong cái tướng phàm phu cũng tùy nghiệp mà mỗi tướng của chúng sinh phàm phu khác nhau. Người thế này, người thế kia là tùy cái phúc đức, là cái nghiệp duyên, nhưng tất cả đều mang cái tính vô thường. Khi mà chúng ta học tới cái đoạn này, trong thật tướng không có Bồ Tát và tướng chúng sinh. Bởi vì nó là tướng Bồ Tát thì sướng rồi. Trong thật tướng này là chúng ta là tướng của Bồ Tát á, thì chúng ta không làm chúng sinh, chúng ta không khổ đau, chúng ta không phiền lỵ như vậy. Mà nếu trong thật tướng này, mà nếu là nó là tướng chúng sinh, thì ngàn đời làm sao bao giờ chúng ta đấy thành Phật mới giác ngộ được. Cho nên không có tướng cố định, các tướng là tùy duyên. Thậm chí trong tâm trạng của chúng sinh chúng ta cũng tùy duyên. Có những lúc chúng ta thấy tâm trạng của mình là như Bồ Tát, mà có những lúc tâm trạng của mình thấy như một cõi Atula, và có những lúc tâm trạng mình là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay con người, tùy theo tâm trạng. Có những khi cái tâm chúng ta cao ngời, chúng ta thay đổi, chúng ta phát tâm, chúng ta như một con người, là một Bồ Tát vậy đó, có thể chấp nhận làm tất cả các việc, hy sinh tất cả các việc không nể hà. Nhưng mà có những lúc chúng ta tham lam, chúng ta đố kỵ, chúng ta ganh tị như một phàm phu, như những chúng sinh có những cái tướng mà gọi là tướng xấu như thế. Cho nên trong cái đó là trong các cảnh giới này là tùy tâm trạng của chúng sinh. Vì nó không có thật tướng cho nên nó thay đổi tùy duyên là chỗ này. Vì vậy viên giác tánh cũng tùy thuận đó mà thay đổi tùy duyên. Khi các tướng quyển quá diệt rồi thì không có người năng chứng và sở chứng. Năng chứng sở chứng là cái đối đãi. Giống như có lớp học, có học trò, có thầy giáo. Không có học trò, không có thầy giáo. Chứ không phải là không có học trò rồi còn thầy giáo, nó không có là như vậy. Học trò thầy giáo là tướng đối đãi. Tạm thời mà có ra, sau này không còn học trò, không còn thầy giáo, không còn thầy giáo, không còn học trò, không còn tướng năng tướng sở. Như vậy có phàm phu tánh mới cần đoạn diệt, hết phàm phu tính không cần đoạn diệt. Đó là điều đương nhiên như vậy thôi. Cho nên tất cả các pháp hiện hiện nó chỉ là qua đốm trong không, không cần diệt là chỗ này. Tôi nói với các vị là như vậy. Hoa đốm là cái giả có, nó vốn không thật, mà diệt để làm gì? Các vị có khi nào mà đi diệt hoa đốm trong không không? Đây là điều mà kinh Viên Giác đã từng nhắc đến cho chúng ta những phẩm trước. Hoa đốm sở dĩ có là do con mắt bệnh, con mắt hết bệnh hoa đốm tự hết, mà đâu cần dùng cái gì để diệt hoa đốm. Cho nên các pháp có ra là từ sự đối đãi. Vì từ sự đối đãi cho nên chúng ta thấy rằng chẳng có cái gì là thật. Vì vậy không năng không sở gì cả. Cho nên khi chúng ta lên lễ Phật, chúng ta thấy là năng lễ sở lễ tánh không tịch là chỗ này. Đứng về mặt bản thể, ta là Phật vốn đồng. Đồng tánh Phật ở đây là không có nghĩa là giữa tánh Phật và tánh chúng sinh không còn, tức là không có ngăn cách, không có đối đãi, không có năng sở, cho nên tánh không tịch là chỗ đó. Cái không tịch đây nó không còn Phật và không còn chúng sinh. Bởi vì Phật tính có ra là vì đối đãi với chúng sinh tính, thiện có ra là vì đối với ác. Còn nếu không ác thì không có gì là thiện, mà không có chúng sinh thì không cái gì gọi là Phật. Không có gì nhơ, không có gì sạch. Sở dĩ có sạch là vì có nhơ. Thật thể của nó nếu mà không nhơ thì không sạch. Sạch nhơ chỉ là tùy duyên. Không thật sạch mà không thật nhơ. Bởi vì thật nhơ thì bao giờ sạch, mà thật sạch thì không bao giờ nhơ. Cho nên tất cả các tướng đối đãi là tướng vô thường. Cho nên ở đây khi các tướng quyển quá diệt rồi thì không có người năng chứng và quả sở chứng. Có năng có sở là có đối đãi đó, còn chấp pháp đó, còn vướng mắc, còn thấy chúng sinh, còn thấy
là Phật là Bồ Tát là cái thấy đối đại. Mà còn cái thấy đối đại này là còn vướng còn chấp, chưa phải đạt được thật nghĩa. Chúng sinh vì còn mê muội điên đảo nên chưa diệt trừ được các tướng quyển hóa. Vì chúng sinh vọng khởi công dụng để đối trị các tướng quyển hóa, bởi có những tướng quyển hóa đã diệt và chưa diệt nên mới thấy có thứ lớp tu chứng sai khác. Ở đây là các thị thấy rất rõ là như vậy. Trên cái nhìn của Đại Thừa là như vậy. Còn đoạn còn tu là còn thứ lớp, còn đối đãi. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái gì? Sở dĩ chúng ta diệt là gì á? Chúng ta thấy thật có chúng ta mới diệt. Cho nên tôi nói khi các vị tu tập, các vị cũng vậy. Tâm các vị á, vọng động trong tâm các vị vốn không thật, nhưng mà các vị cho nó là thật, cho nên các vị phải đè nén, phải diệt, phải kiềm chế. Nhưng thật nghĩa của nó các vị biết điều gì? Vọng tưởng vốn không thật. Nếu chúng ta biết nó là vọng không thật thì chúng ta tự chúng ta xa lìa, mà chúng ta không cần thiết phải xa lìa. Nếu chúng ta biết vọng tưởng vốn không thật thì không cần thiết phải trừ diệt. Các pháp nó vốn tự sinh, hãy để nó vốn tự diệt mà không do chúng ta diệt. Nếu chúng ta diệt thì chúng ta có pháp chúng ta mới diệt. Vì chúng ta dùng pháp để diệt cho nên nó rất mệt mỏi vì nó. Còn cái tướng đối đại để có thủ, có xả, có dính, có mắc, có đoạn, có chứng. Nhưng mà chúng ta diệt như vậy, bao giờ chúng ta diệt hết? Giống như con mắt nhậm mà chúng ta không chữa trị con mắt, mà chúng ta lo tìm cách chúng ta diệt qua đớm, bao giờ hết qua đớm trong hư không? Hư không vốn không có qua đớm. Cũng vậy, chân tâm bản thể chúng ta vốn không có vọng động, không có sanh diệt, không có đối đãi, không có nhơ, không có sạch. Vì phàm phu phân biệt vọng chấp cho nên có nhơ có sạch, cho nên chúng ta dùng pháp sạch để trừ pháp dơ, dùng pháp thường để trừ pháp đoạn. Như vậy tất cả các pháp có ra, dù pháp thường để trừ pháp đoạn cũng trở thành pháp vô thường. Thật thể của các pháp là chân thường, vốn không thường không đoạn, nó vốn là tự nhiên như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng sinh còn mê muội điên đảo, chưa diệt trừ được các tướng quyển hóa, chúng ta còn cái ý niệm diệt trừ và chúng ta còn cái pháp để diệt trừ là vì chúng ta còn điên đảo, còn là phàm phu, còn là chúng sinh. Ở đây thật nghĩa của các tướng nó là không tướng mà. Vì vậy cho nên là dùng một cái này để diệt cái kia còn là phương tiện thứ lớp như vậy, chưa phải là thật nghĩa. Cho nên ở đây điên đảo chưa diệt trừ được các tướng quyển hóa, vì chúng sinh vọng khởi công dụng để đối trị các tướng quyển hóa, bởi có những tướng quyển hóa đã diệt và chưa diệt nên mới thấy có thứ lớp tu chứng sai khác. Thật ra mà nói tâm chúng ta tự sinh, hãy để nó tự diệt chứ mắc gì chúng ta phải dùng cái để diệt. Bởi vì các tướng này nó vốn đâu thật đâu mà diệt, và có cần chúng ta diệt để nó mất hay không? Chúng ta có diệt nghìn lần nó vẫn không mất, mà chúng ta tự vô tình với nó tự mất. Cho nên chính vì vậy có một bài kệ của Bàn Quẩn: đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu thế giới thường vi nhiễu. Chỉ tự vô tâm cùng với tất cả các sự vật hiện hữu thì lo sợ gì mà tất cả các cảnh trần bên ngoài nó quấy nhiễu tâm thức của chúng ta. Bởi vì tất cả các pháp đó là tướng quyển hóa, mà chúng ta chấp quyển hóa là thật cho nên chúng ta phải cần diệt. Cho nên các vị xem lại cái bộ phim mà thoát dòng tục lụy, mà cái với danh nghĩa là kỳ duyên tái thế, khi mà Ngọc Lâm Quốc Sư gặp Thiên Kim Tiểu Thơ, và sau đó cái hình ảnh của Thiên Kim Tiểu Thơ ngự trị trong lòng Ngọc Lâm, cảm thấy mặc cảm tội lỗi và nhảy xuống dưới dòng suối á, và dẫn tay hình của Thiên Kim Tiểu Thơ hiển hiện ở trong dòng suối, và Ngọc Lâm tìm cách phá cái nước cho nó lăn tăn, nó gợn đi để nó mất hình ảnh này đi, nhưng mà hình ảnh nó vẫn hiện trong nước. Như vậy hình ảnh trong nước có thật đâu mà Ngọc Lâm phải lấy tay mà quơ vào
Nó là tướng huyễn hóa, nó là tướng vô thường. Nhưng mà vì lúc đó chúng ta bị dính mắc với tướng đó, vì vậy tướng đó trở thành tướng chi phối chúng ta. Trong cuộc đời chúng ta bị chi phối là vì chúng ta dính mắc chấp với các pháp. Các pháp không có cái nào làm khổ và làm loạn chúng ta cả. Vì tâm chúng ta loạn cho nên chúng ta mới thấy các pháp loạn. Tâm chúng ta bị chi phối cho nên chúng ta mới khổ đau vì các thứ. Nó là chỗ này. Cho nên tiền tài, danh vọng, sự sản, sắc dục trên cuộc đời tất cả đều là tướng vô thường. Và nó hiện hữu như một cái thực thể của chính nó. Do chúng ta mà làm cho tất cả các thực thể này đổi thay. Vì vậy khi tu tập ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có pháp để diệt là vì chúng ta còn bị dính mắc. Tại sao chúng ta phải diệt trừ cái sự tham ái? Vì chúng ta còn dính mắc với sắc trần hay là sắc dục. Nếu tự thân chúng ta không dính mắc với sắc dục thì cần gì phải diệt về tham ái? Chúng ta hiểu rất rõ nó là như vậy. Vì các pháp nó vốn là như. Tất cả các pháp đều hiện hiện chân như, nó là như thế. Vì vậy tánh phàm phu vọng động phân biệt vọng chấp mê muội không nhận ra được các cái tướng quyển quá của các pháp, nó là như thế. Cho nên chúng ta phải khổ đau vì nó là như thế. Đa phần chúng ta khổ đau không phải vì thật. Tất cả những khổ đau của chúng ta là vì tưởng tượng mà thôi. Các vị kiểm soát lại cuộc đời chúng ta có phải vậy không? Tất cả mọi sự khổ đau của chúng ta là từ ý niệm, do chúng ta tưởng tượng phân biệt và dính mắc về nó. Còn thật ra mà nói, tất cả các pháp nó đều là bình đẳng như thế. Chúng ta đau khổ vì đồng tiền này không có nghĩa rằng ai cũng đau khổ giống chúng ta. Chúng ta đau khổ vì một cô gái đẹp không phải là ai cũng đau khổ vì cô đó giống chúng ta. Vì chúng ta có dính mắc với cô đó thì chúng ta bị đau khổ vì cô đó. Người khác không dính mắc thì cô đó là cô đó mà ta là ta. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta phải quán chiếu thật kỹ về lời dạy của Đức Phật về những cái chỗ này như thế này. Cho nên tại sao chúng ta phải dùng cái pháp để chúng ta dẹp trừ cái hình ảnh của một người nào đó hiển hiện trong đầu để đừng chi phối chúng ta? Bởi vì chúng ta bị dính mắc với hình ảnh đó, chúng ta mới cần dẹp. Người không có hình ảnh đó họ dẹp làm gì, lấy gì dẹp? Đây là chúng ta lấy cái đó để chúng ta nhận thấy cho sự tu hành của chúng ta. Cho nên bởi có những tướng quyển quá đã diệt và chưa diệt nên mấy thế có thứ lớp để tu chứng sai khác. Thật ra mà nói, chúng ta đoạn các pháp chúng ta còn đoạn thì chúng ta còn dính mắc. Đoạn pháp này vẫn còn dính mắc với pháp kia. Nhưng mà tự tâm chúng ta không còn dính mắc với pháp nào thì không cần thiết để chúng ta đoạn bất cứ pháp nào. Phải hiểu là như vậy. Vì vậy tâm còn dính mắc với một pháp xem như là dính mắc muôn pháp. Tâm đã dứt trừ với một pháp thì xem như là chúng ta đã xa lìa với muôn pháp. Đó là những cái mà chúng ta thấy rất thật, nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu người đặng tùy thuận tánh viên giác tịch diệt của Như Lai rồi thì không còn thấy có cảnh tịch diệt và người tịch diệt nữa. Cho nên về vấn đề tu tập á, đâu có niết bàn để đến. Nguyên tắc có những người nói là tu để rồi mà đến cõi niết bàn, hay là tu để mình đạt được niết bàn. Sự thật niết bàn đâu có đến hay là đâu có đạt. Giống như chúng ta thấy rằng tất cả các tướng nằm trong hư không. Cái này là cái thí dụ trong kinh Lăng Nghiêm á. Chúng ta đào đất để mà chúng ta thấy là hiện hư không, không phải là do chúng ta đào mà hư không đến. Đâu phải do chúng ta đào cái lỗ đó là hư không rồi nó mới đến đâu. Tướng hư không không có đến và đi. Khi không có tướng đất thì có tướng hư không, nó là như vậy. Cũng vậy, tướng niết bàn không có đến để không có thể đạt, mà tự không còn phàm phu thì tự nó là Phật, là niết bàn. Tự nó không còn nhiễm ô, không còn dính mắc, nó là tự thân nó là niết bàn. Chứ không phải do dẹp cái này để dời cái kia đến. Vậy tu học của chúng ta là như thế. Phàm phu tùy thượng tánh viên giác. Này thiện nam, tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến giờ do lầm tưởng có thật ta và vật của ta, rồi sanh lòng yêu thương cái ta và vật của ta, cho nên gặp cảnh nghịch với ta thì giận ghét, còn thuận với ta thì tham ái say mê.
cảnh ngũ dục, chúng ta chưa từng biết thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt luôn luôn, không có thật ta. Nếu gặp thiện hữu tri thức dạy bảo, chúng được khai ngộ tánh viên giác thanh tịnh, hiểu rõ thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt không thật có cái ta, lúc bấy giờ chúng mới tự xác nhận rằng thân tâm này là trần lao vọng lự. Những người nào đoạn trừ được vĩnh viễn các trần lao vọng lự này thì ngộ pháp giới thanh tịnh, nhưng đối với tánh viên giác chưa được tự tại, vì còn bị cái biết thanh tịnh nó làm chướng ngại. Những người như thế thì gọi là kẻ phàm phu tùy thuận tánh viên giác. Như vậy hồi nãy tôi nói với các vị, nhìn cái tánh gọi là tùy thuận tánh viên giác là đứng trên nhân địa tu hành mà nói. Vì nhân địa tu hành nó tùy vào cái sự phát tâm, tùy vào sự đoạn hoặc tứ lớp tu chứng đó, thì cái đó mới gọi là tánh viên giác tùy thuận. Còn thật nghĩa của tánh viên giác nó chưa từng như thế. Cho nên hướng về phương diện của quả chứng thì không nói từng lớp đoạn như thế này, mà cũng không dùng là đối với tánh viên giác chưa được tự tại. Viên giác thì không thể gọi là chưa được tự tại, mà chúng ta chưa được tự tại để thể nhập được tánh viên giác, chúng ta phải thấy cái từ đó, cái nghĩa nó như vậy nó mới đúng. Cho nên ở đây, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến giờ là do lầm tưởng là có thật ta và thật của ta, rồi sanh lòng yêu thương cái ta và vật của ta, cho nên gặp cảnh thuận nghịch với ta thì giận ghét, còn thuận với ta thì tham ái say mê cảnh ngũ dục. Như vậy thì ở đây chúng ta khổ đau là phần lớn là do chấp ngã. Ta là ngã và của ta là ngã sở. Như vậy khi chúng ta còn ngã thì ngã sở tùy thuận mà theo. Nếu con người vô ngã thì không thể còn ngã sở được. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta còn tóc thì cần phải dùng lược, mà không có tóc thì dùng lược để làm gì? Vì vậy chúng ta còn ngã, còn này còn kia thì còn sở hữu của ngã. Ngã vốn không thì sở hữu vốn không còn. Cho nên chúng ta chỉ cần diệt ngã mà không cần diệt ngã sở. Phải hiểu nó là như vậy. Cái ngã sở là cái tùy thuận theo cái ngã thôi. Vậy chúng ta còn dính mắc, còn chấp ngã thì chúng ta còn những cái tùy thuộc theo ngã. Vì vậy sự tu tập để mà gọi là nhận ra được vô ngã, để xa lìa sự dính mắc, đó là một cái cách tu học của chúng ta. Người tu học chưa nhìn ra được vô ngã không thể gọi là người tu. Nếu chúng ta là một người tu, chúng ta phải thấy được vô ngã. Thấy được mức nào là tùy sự giác ngộ của mỗi hành giả chúng ta. Trên nguyên tắc người tu phải nhận ra được điều đó. Người tu chúng ta cũng vẫn còn tham sân si, chấp ngã, đố kỵ, ganh tị, cố chấp và bảo thủ, thì tất cả những cái đó không thể gọi là nhà tu được. Như vậy một chiếc áo không lành nên nhà tu, người ta cũng nói từ chỗ này. Chúng ta có thể cạo trọc đầu hàng ngàn lần, chúng ta có thể mặc hàng trăm chiếc áo này rách rồi đổi thay trở lại, nhưng mà chúng ta vẫn còn cố chấp như bao nhiêu người khác. Chúng ta chưa có thay đổi về mặt quán chiếu tính vô ngã thì chúng ta cũng vẫn còn một phàm phu. Vì vậy cho nên cạo trọc đầu chưa hẳn là vô ngã, mặc 100.000 lần chiếc áo này chưa hẳn là vô ngã. Nếu quán chiếu được tính giả tạm vô thường của chính mình và xa lìa được tham ái chấp thủ thì ngay đó bắt đầu mới có tính vô ngã hiện hữu. Chúng ta đứt một cái tay, chúng ta vẫn còn khổ đau quằn quại và chúng ta vẫn còn cảm giác như một phàm phu, thì chính cái chỗ đó chúng ta cảm thấy rằng đó là chúng ta vẫn còn tham ái dính mắc và chấp ngã rất đầy đủ. Chúng ta bị một ai đó dặm phải một cái chân, chúng ta cũng cảm thấy sân si và bực bội, và chúng ta quay lại chúng ta có những cái thái độ gọi là tại sao mà như thế như thế, và chúng ta cao có. Cái thái độ đó là thái độ chấp ngã của một phàm phu tính. Nếu chúng ta chưa trừ bỏ được ít nhiều về cố chấp thì tất cả những sở hữu của ngã nó tồn tại là chuyện đương nhiên. Người phải nhận được tính vô ngã của bản thân thì người mới nhẹ đi cái sở hữu về ngã. Vì vậy một người phàm phu khổ đau cũng vì ngã, mà chúng ta đi tu cũng giữ trọn cái ngã, chúng ta không bao giờ được an lạc. Điều này là một điều chắc chắn như vậy. Đố ai có thể an lạc bằng những cái cá tính này. Cho nên người tu tập chúng ta vẫn còn khổ tâm là vì chúng ta tâm chúng ta còn nhiều cái ác. Phải nói là như vậy.
chúng ta còn chứa đựng cái ác trong tâm thì chúng ta mới bị khổ tâm. Cho dù bản thân chúng ta là người không hành động ác, nhưng mà chúng ta vẫn còn khổ tâm, thì ở đây cái khổ tâm là cái ác, cái lo sợ được mất là cái ác, cái dính mắc, cái chấp thủ là cái ác, cái ghen tuông, cái hận thù là cái ác, cái tham muốn để được cho mình là cái ác, cái sợ bản thân này còn mất là cái ác. Vì vậy còn cái ác tâm là còn khổ tâm, vì còn ngã, còn dính mắc, còn chấp thủ. Vì còn ngã cho nên ngã sở là phụ thuộc theo là chuyện đương nhiên. Nếu bản thân này chúng ta không còn dính mắc thì tất cả những sở hữu xung quanh này không còn là gì quan trọng. Vì vậy khi tu tập chúng ta phải từng bước nhận ra được rằng là cái tâm tính của mình dính mắc và khổ sở về cái gì nhiều. Và chúng ta biết rằng vì ràng buộc dính mắc cái đó mà chúng ta bị trầm luân, bị khổ đau, và cán tu tập để đoạn trừ cái đó. Còn nếu đứng trên viên giá tánh mà nói, có gì đâu cần phải đoạn. Nếu tâm tự không dính mắc là tự xa lìa, có gì đâu mà khổ đau. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng lầm tưởng thật ta và thật của ta, rồi sanh thương yêu cái ta và vật của ta, nên gặp nghịch cảnh thì giận ghét, thuận với ta thì tha mái. Có nghĩa là vậy. Vì chúng ta còn bám víu, còn bám víu như cái gì nó thuận với mình thì mình sẽ sanh tâm mình chấp lấy đó. Còn chúng ta mà gọi là cái gì mà không thích với mình thì chúng ta bỏ đi. Cũng giống như là ở trong đời, người ta thương ai thì người ta bảo vệ người đó, người đó sai cũng trở thành đúng nữa. Còn chừng người ta ghét ai, người ta sẽ từ cái đúng người ta diễn dịch trở thành cái sai. Cái chỗ mà dính mắc chấp ngã mà nó là có thể phân biệt bỉ thử và khổ đau chi phối quan trái từ những cái này. Cho nên cái nhìn đời là không có chân lý. Tôi nói với các vị rồi, ở đời cái đúng ở đời không phải là chân lý. Có nhiều lý do để trở thành cái đúng theo tập quán của đời, do nhận thức phân biệt của tùy người mà cái đúng sai nó sai khác. Chân lý nó không lệ thuộc vào cái đó. Lời Phật dạy thuộc về chân lý. Chúng ta có nhận thức khác đi thì bản thân của nó vẫn là như vậy, chứ không phải do cái sự nhận thức chúng ta khác đi để đem đến cái kết quả khác đi. Nó không có. Chúng ta cho cái đồng hồ này là nó thường, đó là vì của chúng ta. Còn trên nguyên tắc nó vẫn hư, nó vẫn hoại, nó vẫn tan rã, đó là quy luật của nó. Chúng ta cho bản thân này là thường, chúng ta cố tham ái chấp ngã, đó là chuyện của chúng ta. Trên nguyên tắc nó vẫn sanh, vẫn già, vẫn bệnh, vẫn hoại, chết đi, đó là chuyện của nó. Không lệ thuộc vào tham ái dính mắc chấp thủ của chúng ta mà nó đổi thay theo chúng ta. Nên nhớ rất rõ nó là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta thấy Đức Phật dạy là vì chúng ta có dính mắc chấp ngã và ngã sở, cho nên có những cái giận ghét với những cái cảnh nghịch, và chúng ta tham ái với những cảnh thuận. Tham ái đây là nói chúng ta dính mắc đó, bám víu đó, chấp thủ đó. Chúng ta tham ái bám víu cái gì, chúng ta chấp thủ cái gì, cái đó trở thành tham ái. Tham ái tài, tham ái sắc, tham ái danh, tham ái lợi, tham ái ăn, tham ái ngủ, tất cả những dính mắc như thế đều gọi là tham ái. Chứ không phải tham ái ở đây là giới chính cách là tham ái là về tình yêu thôi. Nói cái nghĩa của Đức Phật dạy nó rộng là như vậy. Chúng ta chưa từng biết thân tâm này là hư vọng, nên mỗi niệm sanh diệt luôn luôn không có thật ta. Đúng ra chúng ta suy nghĩ chúng ta không có gì là thật hết á. Cái ý niệm của chúng ta cũng không thật, mà con người chúng ta cũng không thật. Ý niệm chúng ta không thật là thương ghét, buồn vui, giận tức cho chúng ta thay đổi luôn luôn, cùng là một đối tượng. Nếu chúng ta thật thương thì bao giờ chúng ta ghét? Nếu chúng ta thật ghét thì bao giờ chúng ta thương? Thương ghét không thật, thương ghét là tâm tính vô thường, tùy theo cảm xúc nhất thời do sự phân biệt chính mắt của ta thôi. Cái chúng ta từng thật thương đó, chắc gì chúng ta thương mãi. Nó là như vậy. Có những khi chúng ta thật thương, nhưng mà có khi rối một lý do nào đó chúng ta trở thành kẻ thù. Nó là như thế. Vì tính của đời nó là như vậy. Đó là tính của phàm phu mà.
Nếu gặp thiện tri thức dạy bảo chúng được khai ngộ tánh viên giác, thanh tịnh hiểu rõ thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt không thật có cái ta, lúc bấy giờ chúng mới tự xác nhận rằng thân tâm này là trần lao vọng lự. Thân tâm này trần lao vọng lự, cái này cái từ nói chung cho là quyển quá không thật á. Nhưng mà chúng ta nhìn tất cả các pháp chứ các đồ vật, đôi khi chúng ta biết rằng cái giả cái thật. Chúng ta nhìn vàng chúng ta biết vàng giả vàng thật. Chúng ta nhìn món đồ chúng ta biết cái nào giả thật. Nhưng mà đôi khi cái thân này mình không biết là mình cái nào giả thật. Mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời chúng ta có thể thấy nó đổi thay rất rõ đó. Nhưng mà con người chúng ta đổi thay chúng ta lại không nhận ra. Và có thể là do một phần không dám nhận ra. Vì đôi khi nhận ra mình sợ hãi chứ không có gì cả. Người nào đoạn trừ được vĩnh viễn các trần lao vọng lự này thì ngộ pháp giới thanh tịnh. Nhưng đối với tánh viên giác chưa được tự tại, ở đây tánh viên giác thì không có chưa được tự tại, mà chúng ta chưa tự tại để tùy thượng được tánh viên giác, để thể nhập vào tánh viên giác. Này thiện nam tử, tất cả các vị Bồ Tát còn chấp cái biết thanh tịnh nên chướng ngại tánh viên giác. Nay tuy đoạn được cái chướng ngại đó, nhưng còn trụ cái giác, như thế cũng còn cố chấp ở nơi giác, nên tánh viên giác vẫn còn bị chướng ngại, không được tự tại. Bởi thế nên gọi là bậc Tam Hiền Bồ Tát, tùy thuận vào tánh viên giác. Tam Hiền là bao gồm thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Trong con đường mà tiến trình từ một phàm phu để đi đến quả vị Phật thì trải qua 52 địa vị, và địa vị đầu tiên là thập tính, là cái giai đoạn là sơ phát tâm của Bồ Tát. Trải qua giai đoạn sơ phát tâm rồi, bước vào trong cái con đường thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là giai đoạn tam hiền để chuẩn bị bước vào thánh quả. Giai đoạn này là hiền, và giai đoạn thập địa là thánh quả. Như vậy thì giai đoạn hiền là giai đoạn để chuẩn bị bước vào con đường để thành thánh. Và giai đoạn đó là giai đoạn của thập địa đó, là giai đoạn đoạn từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân, là giai đoạn cuối cùng trong tiến trình tu Bồ Tát hạnh. Vì vậy ở đây dựa vào Bồ Tát Tam Hiền, tức là giai đoạn mà chúng ta tu qua cái giai đoạn thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng á, thế là chúng ta còn vướng mắc cái chấp pháp. Ở đây chúng ta thấy là vì cái chấp biết thanh tịnh nên chướng ngại tánh viên giác, ở đây có nghĩa là chúng ta còn chấp pháp. Tức là trên nguyên tắc ngã chúng ta phá được, nhưng mà pháp chúng ta chưa phá. Có nghĩa là phiền não chúng ta có thể diệt, hay là cái tính chấp ngã chúng ta có thể diệt, nhưng mà pháp sử dụng để loại trừ cái ngã đó chúng ta còn vướng mắc. Giống như chúng ta đã đi đến bờ kia nhưng mà chúng ta còn chấp ở cái thuyền. Tức là chúng ta đã qua được tới bên sông nhưng mà chúng ta còn ôm cái thuyền. Cái thuyền là phương tiện để chúng ta vượt qua, nhưng mà chúng ta còn dính mắc cái thuyền, cho nên chúng ta không lên được trên bờ. Vì vậy người á hiểu được chỗ này, cho nên vượt qua cái phương tiện đó, vượt qua cả tính chấp pháp luôn. Cho nên lần trước chúng ta có học là vô sanh nhẫn và vô sanh pháp nhẫn đó, là cái từ này các thầy phải hiểu. Sở dĩ quan điểm của Bồ Tát cho thinh văn là còn ở một mức độ là chấp pháp là chỗ đó, tức là còn cho mình là người chứng đắc, còn thấy pháp để mình có thể đạt được. Cho nên đạt được vô sanh nhẫn có nghĩa người này đã đạt được vô ngã, nhưng mà vẫn còn chấp pháp, cho nên là còn một cái giai đoạn để diệt cái chấp pháp để bước vào cảnh giới của chư Phật. Vì vậy cho nên tôi viết một cái bài gọi là vô ngã, chưa phải là điểm dừng là chỗ đó. Nếu chúng ta cho vô ngã là một điểm dừng là chưa, vì chúng ta còn vướng cái nhận thức và cái phương pháp để diệt trừ hay là để giải tỏa tất cả các dính mắc về vấn đề ngã và ngã sở. Nếu giai đoạn tuyệt đối chúng ta phải vượt qua được cái nhận thức và dính mắc về điều đó, tức là cái chấp pháp, thì ở đây chúng ta mới thấy rằng biết cái thanh tịnh tức là cái chấp pháp. Vì chúng ta phân biệt được cái thanh tịnh, cái nhiễm ô, chúng ta trừ diệt cái nhiễm ô để chúng ta được cái thanh tịnh, và
chấp lấy cái thanh tịnh là mình, cho nên là còn dính mắc cái này, thành ra chưa tùy thuận được tánh viên gia. Cũng giống như chúng ta qua được tới bờ đó nhưng mà vẫn còn trên thuyền. Vì vậy Kinh Kim Cang Đức Phật mà nói là ta thuyết pháp cũng như một chiếc bè cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Như vậy còn dính mắc, còn chấp pháp, vẫn là còn đứng trên thuyền. Muốn lên bờ là phải bỏ thuyền. Vì vậy cho nên còn thấy được cái tánh thanh tịnh vẫn là còn dính mắc về chấp pháp. Cho nên còn chấp pháp, cho nên chưa tùy thuận trọn vẹn được tánh viên giác. Mà ở đây trong cái kinh này nói là tánh viên giác vẫn còn bị chướng ngại, tức là còn vẫn còn vướng cái pháp, vẫn còn vướng cái chiếc thuyền, cho nên chưa lên được bờ, mặc dầu qua được tới bờ bên kia rồi. Ngay cái chỗ này chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Như thế cũng còn cái cố chấp ở nơi giác, nên tánh viên giác vẫn còn bị chướng ngại, không được tự tại. Bởi thế nên gọi bậc Tam Hiền Bồ Tát tùy thuận tánh viên giác. Cho nên còn đứng trên thuyền vẫn còn bị vướng chứ, chừng nào bỏ thuyền lên hết trên bờ mới được tự tại. Như vậy người mà còn chấp pháp là người vẫn qua được sông mà vẫn đứng trên thuyền. Cái này là nghĩa nó là như vậy. Này thiện nam, nếu còn biết và còn có giác thì đều còn chướng ngại. Thế nên Bồ Tát thường giác mà không trụ nơi giác, năng chiếu và sở chiếu đồng vắng lặng. Bồ Tát dùng tự tâm chướng ngại diệt trừ các chướng ngại. Khi các chướng ngại diệt hết cũng không còn người năng diệt. Thí như người tự mình chặt lấy đầu mình, khi cái đầu đã rụng rồi thì cũng không còn có người chặt. Này thiện nam, tất cả các kinh giáo của Như Lai đều như ngón tay để chỉ mặt trăng. Vậy các ông phải biết đây là ngón tay kinh giáo chứ không phải là mặt trăng viên giác. Nếu các ông chỉ cố chấp ngón tay thì không bao giờ thấy mặt trăng. Những người biết nhờ ngón tay kinh giáo này mà nhận được mặt trăng viên giác thì gọi là Bồ Tát lên thánh địa tùy thượng tánh viên giác, tức là vượt qua giai đoạn tam hiền. Vậy thì vượt qua giai đoạn tam hiền để bước lên thánh, tức là bước lên cái con đường Bồ Tát, tức là giai đoạn cuối cùng của quá trình tu tập để thành Phật. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Ở đây là cái này đã mang cái nghĩa là chúng ta diệt sở mà còn năng, tức là chúng ta diệt cái đối tượng hết rồi mà vẫn còn cái phương tiện. Giống như mà lớp im lặng mà tôi vẫn còn đập tay như này nè, tôi vỗ tay trên bàn là gì? Để cho lớp yên lặng. Nhưng mà lớp yên lặng rồi tay tôi vẫn còn vỗ. Ở đây là gọi là còn chấp. Giống như qua bờ bên sông rồi mà vẫn còn ôm chiếc bè, nó là như vậy. Cho nên ở đây là sở đã diệt mà năng chưa diệt, cho nên còn vướng ở chỗ này. Các cái đoạn này là ngài cho là diệt luôn. Vì vậy cái chấp pháp phải diệt luôn mới gọi là đạt được vô sanh pháp nhẫn, tức là sanh cũng không mà pháp cũng không, thì mới gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thì lúc đó mới hoàn toàn thể nhập được tánh viên giác. Cho nên Bồ Tát thường giác mà không trụ nơi giác, nếu năng chiếu và sở chiếu đồng vắng lặng. Cái này đúng. Cái này tự thanh nó tự giác mà không phải là do chúng ta trụ nơi giác. Cho nên trong Kinh Kim Cang mà tu Bồ Đề hỏi Đức Phật làm sao để an trụ tâm, Đức Phật dạy làm sao? Tức là Đức Phật dạy là trụ vào chỗ không trụ, đó là an trụ tâm. Như vậy đâu phải là dùng năng giác để diệt sở giác, mà ở đây chúng ta vốn tự giác là như thế. Giác này không năng và không sở, cho nên vì vậy Bồ Tát không trụ nơi giác, không năng chiếu và sở chiếu là chỗ này. Đâu có gì năng là sở đâu, tự thân nó là như vậy mà. Cho nên Bồ Tát tự dùng tâm chướng ngại diệt trừ các chướng ngại. Khi chướng ngại hết cũng không còn người năng diệt, tức là dùng phương tiện để giải quyết các vấn đề. Nhưng mà các vấn đề xong rồi là phương tiện cũng hết. Ví dụ như là chúng ta bệnh cho nên mới dùng thuốc,
mà chúng ta không bệnh dùng thuốc để làm gì? Chúng ta không bệnh chúng ta dùng thuốc thì trở thành bệnh. Các vị hiểu chỗ này rất rõ. Chúng ta vì phiền não mê mờ cho nên chúng ta cần phải diệt trừ phiền não, nhưng mà tự tánh chúng ta vốn không có phiền não. Vì chúng ta còn nhiễm ô cho nên chúng ta phải dùng pháp đối trị để trị nhiễm ô. Vì chúng ta còn tham sắc dục cho nên chúng ta còn dùng pháp để trị tham sắc dục. Chúng ta còn sân si cho nên chúng ta dùng pháp để trừ tham sân si. Khi sân si không có thì pháp cũng không. Giống như thuốc là dùng uống để chữa bệnh, khi bệnh hết là không dùng thuốc. Không bệnh mà dùng thuốc là trở nên bị bệnh. Cho nên tâm chúng ta không có sanh diệt thì chúng ta không cần diệt cái gì cả. Tự tánh chúng ta vốn không có nhiễm ô thì chúng ta không cần cái gì để gọi là trừ diệt, là sạch gì cả. Giống như tổ Huệ Năng, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn hay sanh muôn pháp, vân vân là như vậy. Vì vậy còn có năng, có sở, còn có phương tiện là gì? Còn có thủ, có xả, có dính mắc, có diệt trừ. Thí như có người tự mình chặt đầu mình, khi cái đầu đã rụng rồi thì cũng không có người chặt. Tức là ở đây tự mình chặt mình, tự dứt điểm luôn á, chứ không phải là đầu mình do ai chặt. Tự mình chặt mình thì không có năng chặt hay là sở chặt. Mình chặt đầu người ta thì mình là năng chặt, người ta sở chặt. Còn người ta chặt đầu mình thì mình sở chặt, người ta năng chặt. Còn mình tự cắt mình thì không năng không sở. Khi tự cắt thì tự hết. Giống như chúng ta mai vết thương mà mai chỉ tự tiêu vậy đó. Vết thương lành thì tự chỉ nó tiêu. Chúng ta phải thấy là như vậy. Thiện nam, tất cả các kinh giáo đều như ngón tay để chỉ mặt trăng. Đây là chúng ta thường thí dụ. Cái câu mà chúng ta thường đọc mà cái văn hán đó là gì? Nhất thiết tu đà là giáo như tiêu nguyệt chỉ, là chỗ này. Tức là các kinh điển giáo lý của Đức Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Nương ngón tay để thấy trăng chứ không phải ngón tay là trăng. Cho nên lời của Đức Phật dạy không phải là chân lý. Kinh điển không phải là chân lý. Tôi nói như này các vị rất là nhiều lần. Lời Đức Phật dạy, kinh điển là cái mô tả về chân lý. Còn cái chân lý là thực nghĩa chân lý nằm ngoài kinh điển. Chân lý nó không nằm trên ngôn ngữ, nó không nằm trên văn tự. Bây giờ tôi viết cái chữ là ớt là cay trên bảng này, tôi viết bao nhiêu ngàn triệu lần để các vị cay. Hả? Tôi viết chữ ớt là cay, các vị có cay không? Bởi vì ớt cay thật nó không có nằm ở trên cái chữ ớt cay. Mà chữ ớt cay chỉ là văn tự mô tả về cái cay của trái ớt. Vậy tôi viết lên Phật tánh bao nhiêu ngàn lần để các vị tỏ ngộ được tánh giác. Cho nên ở đây niết bàn tánh giác, tất cả dùng ngôn từ văn tự để giải thích, tất cả đều là cái mô phỏng về chân lý. Cho nên chính vì vậy mà Thiền Tông bất lập văn tự là chỗ này. Cái bất lập văn tự của Thiền Tông không phải là cho kinh điển tất cả mọi thứ là không ra gì hay là không cần thiết, mà cho chúng ta thấy một điều là chân lý nó không nằm trong văn tự đó. Chân lý nó không nằm trong tam tạng kinh điển đó. Cho chúng ta hiểu về điều đó thôi, chứ đâu nó bất lập văn tự. Thiền Tông cả đống kinh nhẹ bất lập văn tự khỉ dọc gì. Cho nên chúng ta phải thấy cái nghĩa của nó là như vậy. Ở ngay cái câu đó mà nếu chúng ta chấp rằng chúng ta cho là bất lập văn tự có nghĩa là Thiền Tông không cần chữ nghĩa, không cần kinh điển là sai. Ở đây người ta cho chúng ta một cái thông điệp rằng là chân lý nằm ngoài ngôn ngữ, cho nên muốn đạt được chân lý phải nương ngôn ngữ làm phương tiện và phải bỏ phương tiện đi mới thể nhập được cái chân lý đó. Cho nên ngôn ngữ văn tự được cho là chiếc thuyền qua sông, ngôn ngữ văn tự được cho là ngón tay chỉ mặt trăng, kinh Kim Cang cho là ngôn ngữ văn tự như chiếc thuyền qua sông, kinh Viên Giác cho ngôn tự văn tự là ngón tay chỉ mặt trăng. Nói vậy là thôi. Cái khác nhau về cách dụng ngữ, về cái biểu tượng, về thí dụ, còn nguyên tắc về chân lý ở trong đó nó không hai không khác. Cho dù là Viên Giác tánh đồng nghĩa như thế. Cho nên ở đây khi mà nói là
tất cả các kinh giáo của Như Lai đều như ngón tay chỉ mặt trăng. Nó là như thật. Bởi vì mặt trăng để tượng trưng cho chân lý, mặt trăng là tượng trưng cho tánh viên giác, mặt trăng là tượng trưng cho Phật tánh. Còn kinh điển này là đang mô tả. Kinh điển là cái cách để chỉ cho chúng ta làm sao để mà đạt được cái mục đích tối thượng đó. Cũng như ngón tay này là cái phương tiện để chỉ hướng cho con người thấy được mặt trăng. Nhưng mà ngón tay không phải là trăng, cũng như kinh điển không phải là Phật. Phải thấy được như vậy. Cho nên ai chấp phương tiện ngữ ngôn là Phật, là chân lý, thì ngàn đời không bao giờ thấy được chân lý. Cũng giống như ai chấp ngón tay là mặt trăng thì ngàn đời không thấy được mặt trăng thật. Mà chấp ngón tay là mặt trăng, ngón tay còn không phải là trăng, nó còn sai nữa. Cho nên chính vì chỗ này mà Ngài Thần Tán đã có một cái câu này giống như là cảnh tỉnh thầy mình đó. Khi Ngài Thần Tán giác ngộ rồi trở về tắm cho thầy mình, mà thầy mình là người rất là nghiêm trì tu hành, rất là miên mật, nhưng mà ông chưa có ngộ. Hằng ngày đem kinh điển ra tụng từ sáng đến chiều, tức là lấy cái tụng kinh để làm công phu. Cho nên Ngài Thần Tán mới cảm thấy là thầy mình như vậy là còn chấp vướng văn tự, chưa thể gọi là giác ngộ giải thoát được, chưa thấy tánh. Cho nên một hôm mà ngồi tắm cho ông thầy, mới lấy tay vỗ vỗ vào lưng ông thầy nói: cái điện Phật nó sáng như vậy mà nó không có linh. Ông thầy nghe nãy đi học về nói gì lạ, nhưng mà cũng không nói gì. Thì một ngày đó ông thầy cũng ngồi đọc kinh bên cái cửa sổ. Mà cửa sổ ngày xưa thì cửa sổ người ta không có cửa kiếng, mà người ta dán những giấy trong. Rồi tự nhiên có một con ong nó bay, nó đâm vô cái cửa đó hoài. Cái cửa sổ nó bị dán giấy á, nó bay hoài mà nó ra không được. Rồi ngay nơi đó Ngài Thần Tán mới nói một cái bài kệ: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bách niên toản cổ chỉ, hà nhược xuất đầu thì. Thế đây Ngài mới nói là không môn bất khẳng xuất là cái cửa trống nó không chịu bay ra, ngu vậy. Cái cửa trống dọc nó không có gì che để sao không bay. Không môn bất khẳng xuất là vậy. Đầu sông giả thái suy, tức là nhà cái cửa sổ vậy mà ngu quá, mà cứ lủi vô hoài. Cái cửa sổ nó bị dán kín vậy mà lủi vô hoài, giống như cửa kiến mình bây giờ mà cứ con chim, con ong này kia nọ, nó cứ bay mà nó đâu biết là kiến đâu. Các vị thấy có những con nó cứ sắn cà cạch vô cửa kiến là chỉ chỗ đó đó. Nó cứ nghĩ là hư không, mình thì biết đó là kiến, chứ làm gì những cái con vật nó biết đó là kiến. Cho nên mới gọi là đầu sông giả thái suy, ngu quá vậy em cứ về cái cửa sổ mà chui ra hoài vậy. Bách niên toản cổ chỉ, cái câu này nói nó có hai ý. Cái ý đầu tiên là nói là 100 năm mà mày sắn vào cái cửa sổ mà dán giấy này nè, mày sắn 100 năm mày cũng không ra được nữa. Nhưng mà cái ý thứ hai là ngầm ý á, mỉa mai ông thầy. Tại ông thầy đang đọc kinh mà, ông thầy đang đọc kinh mà. Nói là nếu mà thầy hàng trăm năm mà thầy ngồi thầy đọc kinh này để thầy cho là chân lý á, để thầy tìm ngộ á, hay là thầy cho đây là cái tu á, là trăm năm, hà nhược xuất đầu thì. Thì nói con ông á, ngày nào mày ra được bên ngoài, nếu mày sắn cái đầu này vô ở trong cái cửa đó, là ngày nào mày ra được bên ngoài. Nhưng mà ý ở trong đây nói với thầy, nếu thầy bám trên văn tự này, thầy cho là chân lý và thầy lấy này làm sở tu, thì ngày nào thầy thoát ly được với sanh tử. Cái này nó nhầm ý cho chúng ta thấy rằng là cái gì? Chân lý nằm ngoài ngôn ngữ là chỗ đó. Cho nên vì vậy trên cái mặt mà tu tập á, tôi đã từng khuyên với các vị, tụng kinh niệm Phật chỉ là phương tiện bước đầu cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta lấy tụng kinh niệm Phật làm sở chứng sở đắc, suốt đời này các vị không chứng không đắc được. Các vị có thể tạo ra được một chút phước báo nào cho cuộc đời, nhưng mà không phải là mục đích chính. Cho nên Tổ Huệ Năng mới dạy trong một cái câu trong kinh Pháp Bảo Đàn mà chúng ta phải nhớ rất rõ, đó là: tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng. Đây là một câu kim chỉ nam cho chúng ta trên lộ trình tu hành. Nhưng mà chúng ta cực đoan quá, chúng ta phê bình rằng trì chú niệm Phật, tụng kinh không có phước báo gì cả, thì chúng ta cực đoan. Chúng ta làm cho con người ta mất đi cái phương tiện để vào đạo, thì cái này không nên.
Chúng ta nói cái câu đó chẳng khác nào giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma vớt một câu mà gọi là giống như tạt gáo nước lạnh vào trong mặt của vua Lương Võ Đế vậy đó. Vua Lương Võ Đế thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tiếp tăng độ chúng các chùa vô số như vậy có công đức gì không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói không có công đức gì cả. Cho nên ông trốn qua đất Ngụy là phải rồi. Ra đây nếu mà chúng ta nói rằng là tụng kinh, là niệm Phật, kỳ chú, tất cả mọi thứ không có công đức gì cả thì y chang như cái câu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma với vua Lương Võ Đế. Như vậy không độ chúng sinh được, tức là không có thiềm thang. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rất rõ, đó chỉ là phương tiện chứ mà không phải là cứu cánh. Hiểu như vậy mới đúng. Phải hiểu bằng cái cách đó chứ không có nói cực đoan. Cho nên một khi chúng ta nói không có công đức là tại sao, chúng ta phải giải thích. Còn chúng ta cho rằng giống như việc đó làm giống như là đổ sông đổ biển không có ý nghĩa gì là chúng ta nói thuộc về cực đoan chấp pháp. Cho nên chúng ta phải cho những cái người cư sĩ tu học cũng như những người bước đầu xuất gia phải cảm thấy rằng là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, tất cả mọi thứ để tạo ra phước báo cho mình ở mức độ nào đó có lợi ích chứ sao không được. Cho nên chúng ta thấy rằng niệm ác với niệm thiện cũng là niệm, trừ ra chúng ta vượt trên niệm. Còn trên nguyên tắc chúng ta đoạn niệm ác để mà gọi là dưỡng niệm thiện là tốt chứ. Đang trên con đường lành chứ ta tại sao cho nó là vô nghĩa, không có ý nghĩa được. Vẫn có những cái mức độ phước báo của nó chứ. Như vậy niệm một câu niệm Phật không có miếng phước báo nào, vậy thôi tôi đi ăn cướp đi sướng hơn. Cho nên ở đây đứng trên phương diện tuyệt đối để nhìn thấy cái tương đối mà nói để cho người ta rời cái tương đối. Nhưng đang sống trong tương đối thì phải nhìn thấy có thiện, có ác, có đúng, có sai, có nhân, có quả, có tội, có phước rõ ràng. Một câu niệm Phật phải tốt hơn một cái câu niệm ma, đương nhiên là như vậy. Nhưng mà một cái con người tu hành vượt trên cái đó thì thấy niệm thiện vẫn là còn niệm. Thì cái này phải là người vượt cho hơn trên chứ. Còn người đang sống trong niệm thì phải dùng niệm để trừ niệm chứ sao không có được. Vì vậy cho nên là chúng ta cố chấp một phương diện nào đó là chúng ta bị phiến diện. Và chúng ta bị phiến diện như vậy, chúng ta sẽ làm cho những người đang phát tâm bước đầu trên con đường tu học sẽ thối tâm. Vì vậy khi chúng ta giảng thuyết một vấn đề, chúng ta phải đưa ra là tại sao chúng ta nói vấn đề đó như thế. Chúng ta phải nói cho mọi người hiểu chứ. Tại sao tôi nói tụng kinh niệm Phật trì chú là không có phước hay là không có lợi lạc, là đứng trên góc độ tuyệt đối mà nói. Còn vấn đề đứng trên nguyên tắc là tương đối, là nhân quả tội phước, là một lợi ích thiết thực chứ, tại sao nói là như vậy? Cho nên tại sao khi chúng ta phủ nhận tất cả những việc bố thí, tu thiền, trì giới này không có là giá trị, là chỗ chúng ta đứng trên tuyệt đối, là vì chúng ta phải bước lên bờ kia chứ chúng ta không thể đứng trên chiếc thuyền. Còn bây giờ chúng ta chưa qua sông mà chúng ta nói thiền là tào lao, thiền là đồ bỏ, thì thế, nói chuyện tào lao gì? Chúng ta chưa tới bờ bên kia mà ở đây chửi thiền, bữa thiền, trẻ thiền, nói tầm bậy. Cho nên chúng ta phải phân tích rất rõ khi nào chúng ta dùng câu đó, rồi khi nào chúng ta dùng phương tiện này. Chúng ta dùng cái tuyệt đối để chúng ta nhìn về cái tương đối là khi chúng ta muốn vượt qua cái tương đối đó. Cho nên dùng cái phương tiện để độ chúng sinh thì không dùng cái tuyệt đối để đập họ. Mình khuyến ta tu thiện, tu tiền, ăn chay, niệm Phật này kia, rồi cái mình đập họ như vậy đó. Mình cho là không có ý nghĩa gì cả. Như vậy tu theo Phật để làm gì? Cho nên ở đây nói về lý tánh mới cho rằng những cái này là quyển quá, là phương tiện. Cho nên phải đặt cái phương tiện là vì muốn đạt lý tánh cho nên cho kinh điển tất cả mọi thứ là như thế. Còn người chưa có khả năng này thì mình cứ khuyến khích tụng kinh đi, niệm Phật nhiều đi, ăn chay, làm phước để có phước báo. Phải là như vậy chứ. Còn một khi là dẹp cái đó là thuộc về cái câu giống như Tổ Huệ Năng nói với Ngài Huệ Minh vậy đó. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, đó là nói về tánh. Thì đứng lập trường nào chúng ta phải rõ ràng về lập trường đó, để không khéo người tu hành hoang mang. Người ta nói ủa sao có thầy nói rằng tụng kinh trì chú niệm Phật không có lợi lạc gì trơn thầy, còn có thầy thì khuyến khích nên tụng kinh trì chú niệm Phật. Mấy thầy nói không giải thích, người ta loạn hết trơn trọi, người ta không biết đường tu.
Cho nên là khi hỏi như vậy chúng ta phải biết rằng đang là thế nào. Rồi khi giải thích như thế này chúng ta phải cho người biết là vì sao giải thích như thế. Ví dụ như chúng ta chưa học thuộc lòng, chúng ta kêu người khác bỏ bổn, chúng ta nói bổn là cái gì, còn dính cái bổn đó làm gì, bổn thì còn dính mắc chữ này kia kia nọ, có thuộc đâu. Tôi không thuộc tự nhiên kêu tôi bỏ bổn à, vô duyên. Cho nên chừng nào người ta thuộc lòng rồi mà người ta cầm bổn á, tụng Lăng Nghiêm Nam Mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia vậy mà cầm bổn tồ dền vậy, cầm hoài vậy đó, thì chúng ta lại không đúng. Thuộc lòng rồi ai cầm bổn trước để làm gì? Nhưng mà người không thuộc á bỏ bổn đi, chứ bỏ bổn là còn dở lắm này kia, có thuộc chữ nào kêu bỏ bổn. Chúng ta hiểu cái đó không? Như vậy ở đây khi nào chúng ta nói bỏ bổn và khi nào là người cầm bổn? Cái người không thuộc Lăng Nghiêm, con à ghi từng chữ ra nghe con, ghi thậm chí ra tờ giấy nhỏ nhỏ để học nghe con, ghi chích ra từng đoạn á, thế chúng ta còn khuyên học tỉ mỉ từng cái nữa. Khi người thuộc Lăng Nghiêm rồi chích từng câu học nghe con, chúng ta phải hiểu cái này rất rõ không? Vậy là phương tiện giáo lý của Đức Phật nó rất là rõ ràng như vậy, nhưng mà chúng ta cực đoan để phân tích để giải thích, chúng ta làm cho những người khác không hiểu, hoặc là chúng ta làm cho một số người bị thối tâm. Thì khi nào thuộc Lăng Nghiêm mà thì cứ bỏ bổn chứ, còn chưa thuộc phải cầm chứ, phải dò từng chữ, thậm chí chữ nhỏ không thấy đường phải in cho to ra nữa. Phải hiểu nó là như thế. Cho nên ở đây khi đứng về cái phương diện viên giác tánh, tức là đứng phương diện thể tánh, thì mới nói rằng tất cả các kinh giáo như là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu các ông chỉ cố chấp ngón tay thì không bao giờ thấy mặt trăng. Những người biết nhân ngón tay kinh giáo này mà nhận mặt trăng viên giác thì gọi là Bồ Tát lên thánh địa tùy thượng tánh viên giác. Tức là vì được qua giai đoạn của Tam Hiền để bước vào phương diện của Bồ Tát. Này Thiện Nam, tất cả sự chướng ngại, tức là cứu kính giác, chánh niệm hay vọng niệm đều là giải thoát, trì giới hay phá giới đều là niết bàn, trí tuệ hay ngu si đều là bát nhã, Bồ Tát ngoại đạo đều đồng là Bồ Đề, vô minh và chân như đồng một cảnh giới, định tuệ, dâm nộ si đều là hạnh thanh tịnh, chúng sinh và quốc độ đồng một pháp tánh, địa ngục và thiên đường đều là tịnh độ, hữu tình vô tình đều thành Phật đạo, tất cả phiền não là rốt ráo giải thoát, vì biển huệ pháp giới chiếu soi cả tướng cũng như hư không, đây gọi là Như Lai tùy thượng tánh viên giác. Đây là đứng trên quả gì mà nói? Hồi nãy đứng trên tu nhân mà nói, giờ đứng trên quả gì mà nói? Vì cái bản thể tuyệt đối này chúng ta thấy cái gì? Cái này nó cũng giống như cái quan điểm kinh viên giác và kinh Duy Ma Cật, cái điểm này nó giống nhau, tức là nhìn trên cái chỗ tuyệt đối. Ở đây cái câu nhất là cái câu chúng ta thấy là giới định tuệ dâm nộ si đều là hạnh thanh tịnh. Vì vậy chúng ta mới nhớ lại cái câu là giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Cho nên Tổ Huệ Năng mới nói là tự tánh không lỗi không sai, đó là tự tánh giới. Chúng ta không lỗi cần gì giữ giới. Cho nên giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Chúng ta giữ là chúng ta còn phạm chúng ta mới giữ. Chúng ta nhẫn nhục hành nhẫn nhục vì chúng ta còn sân chúng ta mới hành nhẫn nhục. Dù bây giờ giống như người ta chửi mình câu, cái mình sao? Giận lắm nhưng mà mình nói không? Nhẫn nhục nha, gán đè xuống đè xuống không có giận mình phải quán chiếu thế để kiềm chế. Thì cái đó có phải là mình còn đang sân không? Mình còn giữ hành nhẫn nhục có nghĩa là mình đang sân, có nghĩa là mình kiềm chế đè nén. Còn bây giờ mình tự tại rồi, nó chửi tiếng cũng bình thường, có cần vi pháp gì đối trị gì đâu. Cái đó nó là quan trọng. Còn giữ giới là gì? Giữ giới là còn sai mới còn giữ giới chứ. Cái người không sai kêu giữ giới là giữ cái cùm, giữ cái rong không có đúng. Cho nên tôi mới nói với các vị trong một vài cái bài giảng, tôi mới nói là chúng ta dùng cái khúc sắt để chúng ta uống cái cây để làm cái bông sai. Các vị hiểu ý này không? Là vì cái cây này nó chưa có thuận, chúng ta mới dùng cái khúc sắt. Nhưng mà dùng khúc sắt uống để khi nó đã trở thành cái kiểu dáng cây bonsai, nó đã thuần thục rồi, mà bây giờ chúng ta còn cột cái cây sắt vô trong đó là chúng ta sai. Dùng cây sắt là vì nó chưa thuận,
Còn nó vốn đã thuần thì dùng cây sắt để làm gì? Cây sắt trở nên thừa, có phải vậy không? Như vậy người còn sai mới giữ giới, chứ người mà không sai giữ giới để làm gì? Ở đây nói lên cái chỗ tuyệt đối. Vì vậy cho nên kinh Duy Ma Cật mới nói câu trà đình tụ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng là như vậy. Tất cả mọi nơi đều là đạo tràng thanh tịnh. Chỗ cái nhìn tuyệt đối là như vậy. Giống như viên kim cương thảy vào đâu nó cũng là kim cương chứ, đâu phải thảy vào hầm phân cái nó trở thành đất đâu. Hay là đâu phải để trong tủ cái nó là viên kim cương. Viên kim cương vốn đã là kim cương thì thảy vào hầm phân nó cũng là kim cương, mà để trong tủ thì nó cũng là kim cương, vậy thôi. Bản chất nó là kim cương là như thế. Như vậy bản chất của một con người đã đạt lên mức độ tuyệt đối thì phàm thánh là cái gì? Giữ giới phá giới là cái gì? Nhiễm ô thanh tịnh là cái gì? Cho nên chúng ta mới thấy rằng kinh Đại Bát Niết Bàn khi nói cái câu là vô ngã là sanh tử, mà ngã tức là Như Lai. Tức là còn phương tiện để tu, để đoạn, để chứng, còn có thủ, có xã, có đối tượng, có này kia, là chưa phải đạt đến chỗ tuyệt đối. Vì vậy ở trong đây là Như Lai tùy thượng tánh viên giác, có nghĩa là đạt lên đỉnh đỉnh cao. Cái này là đứng trên phương diện là quả chứng mà nói nha. Còn tu nhân mà nói vậy là không đúng nha. Tôi nói với các vị như vậy. Tu nhân là không nói được như vậy. Quả chứng thì như thế. Quả chứng thì đi đâu cũng được, ăn gì cũng được, ăn thịt chó như tế điên cũng được. Còn chúng ta tu nhân mà ăn thịt chó như tế điên là đọa địa ngục luôn phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên khi mà học tới những cái giai đoạn này đó, những cái kinh điển mà nói tới mức độ này đó, thì chúng ta phải phân tích rất là rõ. Đem thôi mà những người cư sĩ mà người ta vướng vào đây, người ta chấp văn tự là chết luôn. Người ta chấp văn tự kiểu này là người ta không tu hành, không gì cả. Rồi người ta phá trai, phạm giới, người ta sai lầm, người ta tội lỗi, người ta đọa địa ngục chết luôn. Phải thấy các pháp nào là tương đối, pháp nào là tuyệt đối. Vì vậy cho nên những người không hiểu chấp vào văn tự mà ngông á, là đọa địa ngục bỏ xác luôn, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta không nói được lời này, nhưng mà chúng ta cũng hiểu được lời này. Vì chúng ta biết trên nguyên tắc cái lý nó là như vậy. Nhưng mà trên con đường tu nhân, chúng ta cần phải gì? Cần phải đoạn ác tu thiện và tiến bộ từ từ. Chư tổ từng khuyên là thà chấp có như núi Tu Di, còn chân chấp không như hạt cát là chỗ này. Chúng ta chấp có, chúng ta còn biết nhân quả, chúng ta còn biết tội phước. Cho dù đó là nhân quả tội phước theo góc độ hữu lậu nhân thiên, nhưng mà nếu chúng ta chấp không như hạt cát thì chúng ta rơi đọa vào trong tam đồ khổ, chẳng phải là chuyện bình thường. Bởi vì chúng ta chưa là viên kim cương, chúng ta là cục mốt mà chúng ta so sánh với viên kim cương sao so được. Ta là gì? Là nụ dẻ mà chúng ta thấy vào hầm phân sao? Nó khác với viên kim cương chứ. Rồi tự nhiên chúng ta nói kim cương nó vô hầm phân được kìa, đâu sao mình nuôi dẻ nhào theo. Phải hiểu rằng rất rõ là như vậy. Cho nên đứng từ quả vị thì các ngài nói như thế hoàn toàn hợp lý. Trên con đường tu nhân thì chúng ta phải hiểu đây là lý mà chúng ta cần phải nhận ra được như vậy thôi. Còn chừng nào đạt thì tính, chừng nào qua đến bờ sông thì mới cho chiếc thuyền là giả là tạm. Còn chưa qua bờ bên sông thì hãy nương thuyền mà đi, hãy giữ chiếc thuyền như sinh mạng của mình. Phải là như vậy. Còn qua tới bờ rồi thôi kệ nó, không sao, dẹp. Thì ở đây chúng ta thấy như vậy. Này các thiện nam, các vị Bồ Tát, chúng sinh đời sau chỉ trong tất cả thì giờ không khởi vọng niệm phân biệt, đối với tất cả các vọng tâm cũng chẳng cần diệt trừ. Ở cảnh vọng tưởng chẳng gia thêm phân biệt, ở nơi cảnh không rõ biết chẳng cần phân biệt chân thật. Khi đến pháp môn này không lấy làm lạ lùng và kinh hãi, lại sanh tâm tin chắc, hiểu biết rõ, lãnh thọ và phụng trì. Ta gọi chúng sinh này là người tùy thuận viên giác tánh. Này thiện nam, các ông phải biết những chúng sinh tùy thuận như thế đã là nhiều đời tu hành, từng trồng rất nhiều công đức, cúng dường các đức Phật và các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng. Ta ứng chứng cho những người này thành tựu nhất thiết chủng trí. Thế đây là chúng ta thấy nhất thiết chủng trí là Phật trí. Thế đây ngài cho là như vậy. Ở đây cái câu mà không lấy làm lạ lùng kinh hãi đó, thì tôi nói với các vị hồi nãy đó,
Tức là đứng trên cái quả vị mà nhìn mà nghe cái này. Còn chứng đứng trên nhân địa mà nghe cái này chúng ta khủng khiếp lắm á. Nghe cái này chúng ta thấy giống như chúng ta đầy tội lỗi. Tại sao Đức Phật đánh đồng giữa tội phước, giữa thiện ác, giữa thanh tịnh và nhiễm ô, giữa sạch và nhơ như vậy? Nó không phải, đứng trên tuyệt đối thì là như vậy. Còn quặng thì vẫn là quặng, chừng nào thành vàng tính. Còn trên quặng là vẫn là các cái khoáng chất tùm lum thứ ở trong đó, là chuyện bình thường. Chúng ta học một cái phẩm đó đi, học tắc tắc thôi. Chương Quay Đức Tự Tại: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài vì chúng con phân biệt chỉ dạy phương tiện để nhập viên giác tánh, khiến cho các vị Bồ Tát nhờ nghe viên âm của Phật mà giác tâm được quang minh, chẳng nhân tu hành mà vẫn được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, thí như cái thành lớn có 4 cửa, hành giả muốn vào cửa nào cũng được, đâu phải có một con đường. Cũng thế các vị Bồ Tát tu hành làm trang nghiêm cõi Phật và thành đạo Bồ Đề, đâu phải chỉ có một phương tiện. Cuối xin Thế Tôn vì chúng con chỉ dạy các phương tiện tu hành và thứ lớp làm sao để cho các vị Bồ Tát trong pháp hội này và chúng sinh đời sau cầu pháp đại thừa đều được khai ngộ và mau vào biển đại tịch diệt của Như Lai. Thì chúng ta học lớn qua cái này, bởi vì cái phẩm này nó cũng giống như phẩm trước của chúng ta. Này Thiện Nam, quý lắm các ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau thưa hỏi Như Lai về phương tiện tu hành, ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì ông chỉ dạy. Phật dạy cảnh viên giác không hai, nhưng phương tiện vào có nhiều đường. Này Thiện Nam, tánh viên giác nhiệm màu vô thượng này, nó trùm khắp cả mười phương và sanh ra chư Phật cùng tất cả các pháp. Bởi tất cả các chúng sinh cùng với chư Phật đồng một bản thể bình đẳng, không khác, nên tu hành. Khi đã trở về tánh viên giác thì thật ra không có hai nơi, song những phương tiện để thể nhập viên giác lại có vô lượng, và trình độ của chúng sinh không đồng, nên các phương tiện trở về tánh viên giác có sai khác, nhưng không ngoài ba phương tiện sau này. Cái này chúng ta thấy cái ý vị của phẩm nhà lửa trong kinh Pháp Hoa. Chúng ta thấy phẩm phương tiện đưa ra cái hình ảnh của nhà lửa. Và cái hình ảnh đó, đó là chúng ta thấy rằng cái phương tiện mà cái ông trưởng giả đưa các con ra ngoài đó là dụ ba cái xe. Xe dê, xe hưu và xe trâu, đúng không? Nhưng sau khi các con được ra ngoài rồi, ông cho mấy xe? Ông cho một xe. Như vậy ba xe là cái phương tiện để đưa các con ra tùy ham thích mỗi đứa. Bởi vì trong nhà lửa đó không phải đứa nào nó cũng có thích xe trâu, mà không phải đứa nào cũng thích xe dê, mà không phải đứa nào cũng thích xe hưu. Mỗi đứa thích một loại. Vì vậy cho nên ông đưa ra các loại này để nhằm làm sao đưa các con từ trong nhà lửa ra chỗ an toàn. Sự thật ra chỗ an toàn rồi thì các cái xe đó không còn quan trọng nữa. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng trên lộ trình phương tiện, Đức Phật đưa ra trên nguyên tắc năm thừa là con đường phương tiện. Thật nghĩa lời dạy của Đức Phật chỉ là mục đích làm sao muốn chúng sinh giác ngộ mà thôi. Cho nên trên nguyên tắc của kinh Pháp Hoa, tam thừa là phương tiện, nhưng mà nguyên tắc độ đời năm thừa là phương tiện. Phải thấy rất rõ là như vậy. Năm thừa là gì? Nhân, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa. Đây là điều chúng ta phải để ý. Chính vì chỗ đó có những người cắt đi mảng nhân thừa và thiên thừa, chỉ dạy về thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, cho chúng sinh không ngộ được. Và đây là có một thời mà chúng ta bị lỗi ở chỗ này. Đa phần chúng ta đến chùa chúng ta nghe cái gì? Nghe Niết Bàn, Cực Lạc, giải thoát không à? Không nghe một cái gì dính dáng đến đời sống, kinh tế, đạo đức, vợ chồng, tình yêu, mọi thứ để cho người ta cảm thấy sống để an tâm cả. Người ta cảm thấy vô chùa giống như người ta mất tất cả vậy đó. Vì vậy chúng ta độ đời mà không có phương tiện thì không bao giờ độ được. Một số người cố chấp, không? Cho rằng những cái việc làm như lễ hằng thuận, nói chuyện về kinh tế, về tình yêu, về hôn nhân, cho rằng cái đó sai. Các vị nói như vậy mới sai. Các vị nhớ đọc trong kinh U Bà Tát có câu gì? Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác Bồ Đề để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc, giáo chi thị danh lợi ta. Câu này rất là rõ ràng như vậy. Bồ Tát dùng thanh văn duyên giác Bồ Đề, cái giác ngộ của thanh văn duyên giác Bồ Tát đó,
giáo hóa cho tất cả mọi người mà mọi người không tiếp nhận được. Mọi người không tiếp nhận được thì phải dùng cái vui của cõi trời, cái vui của cuộc đời, cái vui của cõi chúng sinh để độ chúng sinh, đó là hạnh lợi tha. Vậy trong cái con đường phương tiện của Bồ Tát có loại trừ bất cứ một hành động nào? Vậy có những người cho rằng làm lễ hằng thuận là thế tục này kia kia nọ, nói gì là cố chấp cực đoan và tiêu cực. Nói thẳng là như vậy. Chúng ta chỉ một phía à. Người tu lúc nào cũng có nói cái chuyện tu hành. Ai tu như chúng ta được? Chúng ta là thầy tu, chúng ta làm được hết tất cả những điều của ông thầy tu chưa? Mà chúng ta bắt những người trần thế phải làm những điều như mình. Sai, cái này là các vị chủ quan rồi. Các vị là người thầy tu, cái hoàn cảnh nó khác, nguyện vọng các vị khác, và các vị ứng dụng những điều tu hành nó khác. Người ta là người đời, có vợ, có chồng, có con, có cái, có sự nghiệp, có công ăn việc làm, bắt làm như ông thầy tu ai làm được? Và các vị như người đời như thế đó, các vị có làm được những điều các vị nói không? Cho nên nói mà không xét lại mình. Cho nên chính vì nói đúng lý mà không đúng cơ, trở thành nói pháp tà. Vì vậy lời dạy của Đức Phật nó phải vừa khế lý mà vừa khế cơ, tức là đúng giáo lý mà cũng đúng với đối tượng. Nói đúng với giáo lý mà không đúng với đối tượng trở thành tà pháp, trở thành sai. Bây giờ chúng ta dạy cho tăng ni mà chúng ta đem pháp vợ chồng ra dạy, cái đó là tào lao đó. Bởi vì đây là những người trên con đường tầm cầu giải thoát, những con người xa lìa tham ái của cuộc đời, thì phải đem pháp giải thoát mà hướng dẫn. Còn những người sống trong cuộc đời, chúng ta đem pháp giải thoát khi họ không cần, người ta xem đó là ngoại đạo, người ta xem đó là cái gì đó nó không dính dáng gì đến người ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy kinh Viên Giác còn nói lên những đời này: bởi tất cả chúng sinh với chư Phật đồng một bản thể bình đẳng không khác, nên người tu hành trở về tánh Viên Giác. Khi đã trở về tánh Viên Giác thì thật ra không có hai nơi, tức là cái rốt ráo nó là không có hai. Song những phương tiện để nhập tánh Viên Giác lại có vô lượng. Ở đây chúng ta thấy rất rõ mà, Đức Phật đã từng nói chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương, tức là có những cái giáo lý phương tiện để làm thiềm thang để giúp cho đời. Như vậy đời không giác ngộ được bằng pháp thanh văn duy giác thì dạy cái pháp đời, dạy đạo đức vợ chồng, dạy làm kinh tế của đạo đức, dạy cái đời sống của họ làm sao làm thiện, làm tốt, làm đẹp trong cuộc đời, cái đó là cần nên chứ. Cho nên ở đây chúng ta nói pháp cực đoan cho nên chúng ta không độ đời được. Chúng ta nói cuối cùng chúng ta ngồi trên ngọn cây một mình hết trơn á. Còn quần chúng ở dưới này á, họ đi theo các ngoại đạo. Mình thấy họ theo ngoại đạo nhưng mà thật sự họ có lợi ích gì cho họ đó chứ. Cho nên có một số người cứ nói mấy ông thầy bây giờ dạy gì tình yêu, dạy gì kinh tế này kia, không dạy Phật pháp. Phật pháp là cái gì? Phật pháp bất ly thế gian pháp. Dùng thế gian pháp để độ thế gian, để đưa người về Phật pháp mới là giỏi. Nói ra A Di Đà Phật, nói ra Niết Bàn, nói ra Cực Lạc thành ngoại đạo tiêu. Đâu phải là nói ra gì cũng A-di-đà Phật, nói ra gì cũng tu hành mới là tu đâu. Tu hành không phải là những ngôn ngữ để tu. Cho nên trong cuộc đời để dùng để lời để giáo hóa chúng sinh là phải tùy thuận. Độ đời là phải như vậy chứ. Còn tu tập là hãy tu với chính mình. Còn độ chúng sinh là tùy duyên. Đem cái pháp mình tu để áp đặt cho con người, để trồng vào con người, cái đó không phải là truyền bá chánh pháp. Cái đó là ép uổng người ta. Cái con đường chúng ta tu là chúng ta không lập gia đình. Chúng ta là gặp những người có gia đình, chúng ta ép họ bỏ vợ bỏ chồng. Chúng ta bậy vô cùng. Chúng ta phá hoại hạnh phúc của những người đang làm của thế gian. Chúng ta truyền bá như vậy là sai. Chúng ta không phải là một người đời mà chúng ta buộc người đời giống mình. Cho nên cái việc mà truyền dạy giáo pháp phải hiểu rất rõ. Các chư tôn hòa thượng dạy chúng ta, tôi nhớ hòa thượng Trí Quảng, ngài dạy tôi một câu. Ngài nói nên nói pháp là những gì chúng sinh cần, chứ không phải nói những gì mình biết. Mình biết thì biết vô số điều, nhưng mà mình phải hiểu rằng chúng sinh cần cái gì để mình nói. Đây mới gọi là tùy phương tiện để độ. Kinh Viên Giác là cái cách chỉ cho chúng ta như vậy. Cho nên cái câu cuối cùng nói trong cái đoạn này là: vì trình độ của chúng sinh không đồng nên các phương tiện trở về tánh Viên Giác có sai khác,
nên không ngoài ba phương tiện sau này. Chúng ta thấy những câu này làm chúng ta sáng tỏ lên cái ý để mà làm việc lợi cuộc đời. Đừng để mình trở thành cái cố chấp. Những người không hiểu, thấy mấy thầy giảng về vợ chồng này kia, con cái, hay là làm lễ hằng thuận cho cuộc đời, tu tập phiến diện, rồi chỉ trích, rồi công kích một cách bậy bạ, tu giỏi quá sao không độ được ai đi. Chúng ta so là ngoại đạo nó không có gì hay, nhưng tại sao nó độ được quần chúng? Nó không có niết bàn cực lạc giải thoát như chúng ta, tại sao người ta theo ào ào? Chúng ta kiết bàn cực lạc giải thoát hay quá, tại sao không ai theo? Độ đã hồi ngồi trên ngọn cây một mình, rồi ở dưới á không còn một chúng sinh nào để độ hết. Phải thấy cái điều này rất rõ là như thế. Ở đây Ngài dạy cho chúng ta các cái pháp tu. Này thiện nam, nếu các Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, thì y theo tâm viên giác thanh tịnh này mà giữ cái hạnh yên lặng và lóng các vọng niệm. Khi các giác quan vọng thức phiền động đã lặng rồi thì trí tuệ thanh tịnh phát sinh. Lúc bấy giờ cái thân tâm hư vọng sanh diệt như khách và nhiễm ô như bụi, từ đây diệt hết. Khi trong đó nội tâm của hành giả sanh ra vắng lặng và nhẹ nhàng thư thới, nên chư Phật trong mười phương thế giới đều hiện ra trong tâm của hành giả rất rõ ràng như bóng hiện trong gương. Phương tiện tu hành như thế gọi là Samatha. Ở Tây Samatha là chúng ta phiên âm từ chữ Bali, có nghĩa là đây là thiền chỉ. Chúng ta có hai phương pháp cơ bản của cái phương pháp tu thiền, đó là thiền chỉ và thiền quán. Và bên Đại Thừa vận dụng thêm nữa là chỉ quán song tu. Như vậy thì trên cơ bản là nguyên thủy thì thiền chỉ và thiền quán. Và thiền quán là thiền Vipassana đó, đang rất là phổ biến. Nhưng mà trong đây các Vipassana đó là một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái này nhìn theo góc độ của Đại Thừa. Trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng thiền chỉ là cái cách để dùng để điều phục tâm. Ở đây chúng ta thấy tâm chúng ta vốn vọng động, và vì vậy chúng ta dùng cái phương pháp nào đó để chế ngự tâm vọng động đó, cái đó gọi là thiền chỉ. Cái này nữa, tâm vốn như là con vượng, tâm viên ý mã đó. Tâm ví như con vượng nó lăng xăng, ý nó như con ngựa nó dông ruổi ngoài đồng. Cho nên cái cách mà để điều phục được tâm viên ý mã thì thiền chỉ là một trong những cách gọi là điều phục được tâm vọng động của mình, mà ở đây là trong kinh đã nêu. Trong cái phương pháp chỉ nó có ba. Thứ nhất là hệ duyên thủ cảnh chỉ, thứ hai là chế tâm chỉ, thứ ba là thể chân chỉ. Thì ở đây hệ duyên thủ cảnh chỉ đó là chúng ta cột trói cái tâm mình trong một cái pháp môn. Ví dụ bây giờ những người niệm Phật, cái đó gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Niệm Phật là cái cách tu thiền chỉ đó. Bây giờ tâm chúng ta để không, nó vốn vọng động, đúng không? Bây giờ nhờ tâm chúng ta cột trói trong câu niệm Phật để tâm đừng vọng nữa, cái đó gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Tức là nhờ cái điều kiện cột cái tâm chúng ta vào trong một đối tượng để tâm chúng ta không vọng động niệm khác, cái đó gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Tức là nhờ phương tiện để gọi là dừng tâm tụng kinh niệm Phật trì chú là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Tức là cột trói cái tâm vô trong một phương thức nào đó để làm cho cái tâm không còn vọng động phân biệt nữa là như vậy. Hai là chế tâm chỉ, có nghĩa là chúng ta dùng cái cách tự đè nén mình, tức là không để cho tâm phát khởi. Còn cái thứ ba là cái này gọi là lý rồi, tự tánh vốn thanh tịnh. Thì hãy để các pháp tự sanh tự diệt mà không cần dùng phương pháp gì cả, mà chúng ta giữ được cái tâm vắng lặng giống như giữ cái thể chân như thanh tịnh như vậy, thì cái này thuộc về lý, không cần phương tiện. Cái đó gọi là thể chân chỉ. Về mặt phương tiện nó là như vậy. Nhưng mà thiền chỉ ít ai dùng, bởi vì cái quan niệm của thiền chỉ giống như lấy đá rè cỏ, sau khi hết đá cỏ lại sinh. Cho nên đa phần người ta tu thì người ta vận dụng thiền quán, giống như là cái cách để mà quán chiếu tư duy để đạt được tận gốc. Thì hôm nay chúng ta học lướt qua cái này một chút.
Vậy là Samatha là cái phương pháp chỉ để mà đem lên tâm đến định tĩnh, vắng lặng, dùng các phương tiện để mà làm cho tâm không còn sanh diệt vọng tưởng. Cái đó gọi là Samatha. Cái phương pháp tu thứ hai gọi là Tamma Bát Đề, tức là Vipassana, hay là chúng ta dịch một cái nghĩa nó là thiền quán. Thì ở đây này thiện nam, nếu các Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, y theo tâm viên giác thanh tịnh mà quán sát tâm tánh, thân căn và trần cảnh này đều là vật quyển hóa. Lúc bấy giờ Bồ Tát khởi ra các trí như quyển để trừ các pháp như quyển, làm các hạnh như quyển để hóa độ chúng sinh như quyển. Bởi Bồ Tát tu pháp như quyển này nên phát đại bi tâm thương xót và cứu khổ tất cả chúng sinh mà vẫn nhẹ nhàng thơ thới, không tham trước luyến ái nơi chúng sinh. Tất cả Bồ Tát đều y theo pháp quán như quyển này mà tu hành, lần lần tăng tiến. Ban đầu quán cảnh như là quyển, nhưng người quán chưa phải quyển, sau người quán cũng là quyển, và cuối cùng hoàn toàn xa lìa các tướng quyển. Thế là Bồ Tát hoàn toàn được pháp quán mầu nhiệm này. Bồ Tát lần lượt tiến tu cũng như đất làm cho mầm mộng lần hồi được sanh trưởng. Phương tiện tu như thế gọi là Tamma Bát Đề. Tamma Bát Đề hay là phiên âm từ chữ Vipassana. Vipassana dịch là thiền quán hay là tu tuệ. Trên cơ bản thiền quán chúng ta có hai, một là đối trị quán, hai là chánh quán. Đối trị quán thì chúng ta dùng ngũ đình tâm quán để làm cái đối tượng để quán, cái đó gọi là đối trị quán. Ngũ đình tâm quán gồm là gì? Một là sổ, sổ tức quán. Hai là gì? Là bất tịnh quán. Ba là gì? Ba là nhân duyên quán. Bốn là giới phân biệt quán. Năm là từ bi quán. Như vậy năm phép quán này gọi là ngũ đình tâm quán. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái phương pháp dùng sổ tức quán là để đối trị tâm, tâm loạn động. Trị tâm loạn động là sổ tức quán. Rồi, hai nữa dùng bất tịnh quán để đối trị tâm, tam tham dục. Ba là nhân duyên quán để đối trị tâm, tâm gì? Tâm vô minh. Và giới phân biệt quán để đối trị cái gì? Đối trị tâm chấp ngã. Và từ bi quán để đối trị cái gì? Đối trị tâm sân hận. Như vậy trên nguyên tắc đầu tiên của phương pháp quán là dùng Vipassana. Thật ra mà nói nguyên thủy Phật giáo họ dùng Vipassana rất là phổ biến. Người ta quán rất là nhiều thứ, nhưng mà trên nguyên tắc của Đại Thừa thì dùng ngũ đình tâm quán là cái đối trị quán, và cái chánh quán là quán về tính quyển hóa ở trong kinh nêu. Như vậy dựa trên cái nguyên tắc của ngũ đình tâm quán, chúng ta thấy cơ bản là quán ở đây là dựa vào tứ niệm xứ. Ngũ đình tâm quán ở đây dựa cơ bản là từ tứ niệm xứ để đưa ra được cái cho chúng ta về phương thức về ngũ đình tâm quán. Tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp á. Và như vậy trên cơ bản chúng ta thấy rằng đối trị quán là cái quán đầu tiên là cái quán sổ tức, và cái quán thứ hai là quán bất tịnh. Ở đây là nó xuất phát từ niệm thân của tứ niệm xứ. Còn các cái tâm về sau đó là niệm pháp, niệm thọ, niệm tâm của tứ niệm xứ. Vậy thì trong tứ niệm xứ của Đại Thừa chúng ta là quán thân thì bất tịnh, nhưng quán thân của nguyên thủy là quán thân trên thân. Như vậy quán bất tịnh chỉ là một phần trên thân, nó là thuộc về quán 32 thể trược và tính bất tịnh và tính vô thường giả quyển của bản thân. Bên cạnh đó có một cái pháp quán của niệm thân quan trọng nữa là niệm hơi thở. Như vậy chúng ta thấy điều gì? Khi nói niệm thân trên thân có nghĩa là ngay nơi thân mình mà quán chiếu, mà chánh niệm chứ không phải niệm vào thân người khác, gọi là niệm thân trên thân. Tức là quán chiếu về bản thân, mà ngay nơi bản thân mình quán chiếu về thân, chứ không phải là nhìn thân người khác để quán chiếu về thân. Chúng ta phải hiểu cái từ nó là như vậy. Cho nên hồi đó khi mà mới học, chúng ta không hiểu từ niệm thân trên thân. Ở đây thì chúng ta hiểu nó là như vậy. Như vậy thì cái quán thứ nhất là chúng ta là đối trị quán. Chúng ta quán là sổ tức để đối trị tâm vọng động. Nó cũng là một cái phương pháp trong lục diệu pháp môn. Đầu tiên trong lục diệu pháp môn là sổ tức.
Trong lục diệu pháp môn gồm sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Và như vậy sổ tức quán là cái cách để điều phục tâm bằng cách là nương vào hơi thở. Niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, biết hơi thở vô, biết hơi thở ra. Hơi thở dài, biết thở dài, thở ngắn, biết thở ngắn, thở sâu, biết thở sâu, thở cạn, biết thở cạn. Thở nhanh, biết thở nhanh, thở chậm, biết thở chậm. Theo dõi hơi thở, điều phục hơi thở. Và dựa vào hơi thở là cái không có hình tướng để bỏ đi cái tâm vọng tưởng ở trong đầu. Cái đó gọi là sổ tức quán. Là dùng phương pháp đếm hơi thở để mà dẹp đi những cái vọng động. Cái thứ hai là gọi là bất tịnh quán. Tức là quán chiếu sự nhơ nhớp của bản thân để chúng ta không còn tham sắc dục. Mà phải có trí tuệ lắm chúng ta mới quán được cái này. Quán phải phát sanh trí tuệ. Còn quán không phát sanh trí tuệ là quán là mê luôn á. Phải hiểu là như vậy. Đối trị sắc dục là gì? Chúng ta dính mắc với tham ái, với cái đối tượng là sắc nam hay là sắc nữ. Chúng ta dính mắc vào đó để chúng ta khởi tham dục. Cho nên quán chiếu sự bất tịnh để chúng ta nhòm gớm về cái thân này, vốn không sạch, vốn hôi, vốn thối, vốn dơ, cửu khiếu vốn chảy ra những cái thứ bất tịnh, vân vân. Quán như vậy để mà chúng ta không còn dính mắc đam mê với những cái sắc trần. Ngày xưa các vị thánh đệ tử của Đức Phật là quán tử thi, đó là những cái cách gọi là quán bất tịnh luôn. Nhìn thấy quán tử thi, nhìn thấy sự tan rã của tử thi, nhìn thấy sự xương phồng của tử thi, nhìn thấy sự rửa của thịt mỡ, nhìn thấy cái máu me đờm dãi chảy ra như thế. Và quán chiếu như vậy tự nhiên nhòm gớm về bản thân. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Nhờ quán chiếu được cái tính bất tịnh của bản thân, chúng ta nhòm gớm mà chúng ta không còn đam mê nữa. Thì cái này phải đòi hỏi có trí tuệ. Chứ thật ra mà nói, trên cơ bản khó mà nhìn được con người nhơ nhớp lắm. Mặc dù tự thân con người chúng ta vốn nhơ nhớp, nhưng mà nếu không thật lòng tu, không có chánh quán một cách gọi là chính xác, thì thật sự mà nói chúng ta phân tích không có được cái tính nhơ nhớp của bản thân này. Chẳng qua là chuyện bình thường. Cho nên là thứ ba là giới phân biệt quán hay là nhân duyên quán là để đối trị vô minh. Tức là theo tính cách nhìn nhận về 12 nhân duyên, khởi đầu là vô minh, kết thúc là lão tử. Và quán ngược lại, khởi đầu là lão tử, kết thúc là vô minh. Quán theo chiều hoàng diệt và chúng ta chấm dứt được tham ái và chấm dứt vô minh. Thì cái này nó cả một chuỗi trình phân tích, tôi không có nói nhiều về điều này. Tôi chỉ gợi ý các vị như là những cái thuật từ pháp số vậy thôi. Thứ ba là giới phân biệt quán, tức là quán về 6 căn, 6 trần và 6 thức. Quán chiếu tính giả tạm vô thường của 6 căn trần thức. Các pháp nó đều là do căn trần thức giả hợp phân biệt mà ra. Để như vậy? Để đoạn trừ ngã chấp. Bởi vì nó không thật, cho nên phá được cái chấp ngã là từ cái quán này. Và cái cuối cùng là quán từ bi để đối trị tâm sân giận. Tức là khi chúng ta có yêu thương, chúng ta không giận. Hay là chúng ta khởi tâm đại bi với chúng sinh thì chúng ta khó mà chấp, khó mà giận, khó mà thù. Bởi vì thù với thương không thể nào mà đi chung được. Cho nên ở đây khi mà quán từ bi để lòng yêu thương chúng ta trải rộng với chúng sinh thì chúng ta sẽ bớt dần về tánh sân giận, thù hận của chúng ta. Thì đây mỗi một phương pháp quán là một bài pháp, chứ không phải là nói chung chung như vậy đâu ha. Này chúng ta tìm hiểu thôi. Thứ hai là chánh quán. Cái chánh quán ở đây là trong kinh Viên Giác đã nêu. Chánh quán là quán tất cả các pháp đều như quyển nè. Cái nhìn nhận các pháp là như quyển nè. Và bị biết các pháp là quyển, là vọng, là không dính mắc, là không theo. Và chúng ta tự trở về với tánh thanh tịnh chân như, tức là trở về được với Viên Giác tánh. Thì cái này gọi là chánh quán. Hai điều căn bản của thiền Vipassana theo cái nhìn nhận của Đại Thừa. Cuối cùng là phần thứ ba mà Đức Phật là tu pháp thiền na, tức là chỉ quán đồng thời tu, hay gọi là định huệ song tu, tức là thiền na. Thì thiền na dùng cả là thiền chỉ và thiền quán song hành. Thì ở đây là ba cái phương thức này mà Đức Phật muốn dạy. Này thiện nam, các vị Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh tâm rồi thì y như tâm viên giác này mà tu, không chấp thủ pháp, quán như quyển và pháp chỉ tịch tịnh. Bồ Tát đã biết thân tâm này đều là vật ngăn ngại, còn viên giác tánh thì không bị các vật làm chướng ngại, lại còn siêu vượt ra ngoài những cảnh chướng ngại và không chướng ngại.
nó vẫn thọ dụng thế giới và thân tâm ở trong cõi trần này mà không bị cảnh trần ràng buộc, mặc dù phiền não hay niết bàn cũng không làm lưu ngại nó được. Thì tiếng bon của chuông tuy ở nơi chuông vẫn thoát ra ngoài chuông, Bồ Tát bấy giờ ở nơi nội tâm được vắng lặng, rất nhẹ nhàng thư thái. Nào ngã nhân chúng sinh thọ mạng, bốn tướng đều chẳng còn, và được tùy thuận cảnh giới viên giác thanh tịnh màu nhiệm. Bồ Tát tu phương tiện này gọi là thiền na. Thì tức là thiền na là nó tổng hợp bao gồm cả thiền chỉ và thiền quán ở trong đó. Tức là cả dùng cả tu thân tu tâm để đoạn trừ tất cả các phiền não dính mắc nhiễm ô, để làm cho tâm thanh tịnh vắng lặng. Thiền na dịch là tịnh lự, là cái cách nào làm cho tâm không còn dính mắc, không còn vọng động, không còn nhiễm ô, không còn khởi niệm, thì cái đó gọi là thiền. Và tôi mới nói cái chữ thiền là cái cốt lõi căn bản của Phật giáo. Tất cả các pháp môn tu tập không có thiền là tà ma ngoại đạo. Tôi nói cái này rất là nhiều lần. Vì vậy tu Tịnh Độ, tu Mật Tông, tu Pháp Hoa, tu Hoa Nghiêm, thậm chí tu Thiền Tông cũng phải lấy thiền làm cái cốt lõi căn bản. Vì các pháp môn không thiền là tà ma ngoại đạo chứ không phải Phật giáo. Mỗi một cái pháp môn, mỗi cái tông phái đi vào thiền bằng cái phương pháp của mình. Tịnh Độ đi vào thiền bằng cái phương pháp Tịnh Độ, Thiền Tông đi vào thiền bằng con đường thiền, Pháp Hoa Tông đi vào thiền bằng Pháp Hoa, Mật Tông đi vào thiền bằng những con đường của Mật Tông. Nhưng thiền là cái nền tảng căn bản, là cái cốt lõi cho tất cả các pháp môn và các tông chỉ. Phải hiểu là như vậy, chứ không phải là thiền có nghĩa là Thiền Tông. Nên nhớ là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái khi mà vận dụng tu thiền như vậy, đó là vận dụng cả thiền quán và thiền chỉ, để sử dụng quán và chỉ song hành, hay là tu định và tuệ cùng song tu. Thì ở trong đây nó có một cái điều mà tôi nói với quý vị cả hồi nãy đó. Tại sao ở trong kinh Viên Giác này người ta có đặt một vấn đề là đây là một phần mà người ta nghĩ rằng do tất cả các thầy ở Trung Hoa sáng chế ra. Ở trong này chúng ta thấy cái câu mà thí như tiếng bon của chuông. Cái câu này chúng ta hiểu điều gì? Trong thời Nguyên Thủy của Đức Phật không có chuông. Chính cái chỗ này mà kinh Lăng Nghiêm nó cũng làm cho người ta nghi ngờ là lúc mà Đức Phật thỉnh chuông để mà nó hỏi A Nan qua 7 lần rạng tâm á, làm cho người ta hiểu rằng cách này là cái cách mà của Trung Hoa. Nó có cái lý do để người ta cho rằng cái kinh đó là do người Trung Hoa sáng chế, nó bị lỗi ở trong đó là như vậy. Vì vậy ngay cái từ cái tiếng chuông, cái tiếng bon của chuông này, nó làm cho người ta dễ dàng hình dung là cái pháp khí của Trung Hoa. Vì vậy Nguyên Thủy Phật giáo hay là Đức Phật từ ban đầu không có thỉnh chuông, không có trống, không có mở, không có khánh. Cho nên có những người hỏi tôi về tu tập rồi có chuông, có mở, có khánh, rồi tụng kinh, rồi không chuông, mở, khánh này kia cái nọ rồi đó. Tất cả những cái hỏi này là tại vì chúng ta chưa hiểu tới. Chuông, mở, khánh chỉ là phương tiện, là nghi lễ thôi. Điều quan trọng nhất là cái dụng tâm chúng ta trong các bài kinh và trong các cái thời khóa. Nhưng mà đã có nghi lễ thì phải ra nghi lễ, chứ không phải là nghi lễ vô muốn cầm mỏ, cầm chuông, cầm này kia, muốn đánh sao đánh, muốn làm gì làm. Loạn xạ xà ngầu như vậy là không có đúng. Nghi lễ nó phải có cái nghi thức của nghi lễ, cái quy cách của nghi lễ. Đánh chuông sao, đánh mỏ sao, đánh khánh sao. Chứ phải có chuông cứ bữa, có mỏ cứ bữa, có thánh cứ bữa. Và mạnh ai nấy bữa như vậy, ra cái gì? Cho nên ở đây chúng ta thấy cái đó là cái mà chúng ta muốn nói. Quý thầy á, sử dụng chuông mỏ khánh, nếu quý thầy sử dụng một cách có chánh niệm, nó trở thành một cái hỗ trợ nghi lễ rất trang nghiêm. Người ta nghe một tiếng chuông, người ta biết thầy đã đánh chuông có chánh niệm hay không. Nghe một tiếng mỏ, người ta biết người đó đánh mỏ có chánh niệm hay không. Chúng ta đánh chuông mà gõ cho có gõ là người ta biết liền. Cầm vô cái chuông gõ mà nói thiệt, nếu điều có những người gõ muốn hết sức mình, muốn bể cái chuông mà cuông không kêu, là chúng ta gọi chuông không có chánh niệm. Chúng ta không biết chọn lựa, chúng ta không biết để đặt cái tâm mình vô trong cái dùi chuông để chúng ta gõ, thành ra cái tác dụng của cái tiếng chuông nó không có. Các cái phương tiện đó là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái việc mà chính vì cái chỗ này mà người ta mới nghi ngờ kinh Viên Giác là do các thầy Trung Hoa sáng chế ra, và không phải là kinh gốc là từ chỗ này. Cho nên đó, chúng ta phải có những lý do để chúng ta hiểu về điều đó. Này Thiện Nam, ba pháp môn này đều là phương tiện để nhập Viên Giác tánh. Mười phương các Đức Phật đều nhân phương tiện này mà được thành Phật. Mười phương các vị Bồ Tát tu các phương tiện này
đồng hoặc đồng hay khác, nhưng đều y ba pháp môn này mà được chứng ngộ. Hai thành viên giác này thiện nam, giả sử có người tu theo đạo Phật, quá độ được muôn ức vị A-la-hán và Bích Chi Phật, nhưng lợi ích không bằng người chỉ trong giây phút tùy thuận tu tập pháp môn viên giác vô ngại này. Hai cái này giữa này và Kinh Kim Cang nó giống nhau vị ý này. Tu tập cỡ nào cũng không bằng đọc bốn câu kệ của Kinh Kim Cang hết. Và ở đây có độ được bao nhiêu cũng không bằng được tùy thuận viên giác tánh, là cái này để chỉ cho cái lý và cái sự. Độ được bao nhiêu cũng là sự, mà tự độ được mình, tự giác ngộ được mình, tự đạt được cái mục đích viên giác tánh, tự thành tựu được viên giác tánh, thể nhập được viên giác tánh, đó mới chính là về cái mặt là tuyệt đối. Thì cái bài học chúng ta hôm nay chúng ta dừng ha. Rồi xin mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô Phật đạo vô.